Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa chư quý đồng đạo, kính thưa quý vị đại diện tôn giáo bạn, căn cứ nghị định số 92 trên 2012 trên ND trên CB ngày 8 tháng 11 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở thờ tự của tôn giáo, căn cứ hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo 2014-2019 và chương trình đạo sự của Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, căn cứ bản đăng ký của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo phường Châu Phú B năm 2019 được sự thống nhất của Ủy ban Nhân dân phường Châu Phú B cho phép Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Châu Phú B tổ chức thuyết giảng giáo lý theo yêu cầu tín ngưỡng tôn giáo của tín đồ địa phương hiểu biết để tu học
đúng tôn chỉ giáo lý, giáo luật, luật pháp của nhà nước, được sự chấp thuận của Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo và sự phân công giáo lý viên của Ban phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo Trung ương. Hôm nay chúng ta long trọng tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý do giáo lý viên Phan Chí Tâm phụ trách với đề tài tìm hiểu ý nghĩ bát chánh trong bốn chánh đầu: chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp và chánh tinh tấn. Đó là lý do của buổi thuyết giảng hôm nay. Đề nghị hoan nghênh. Nó thành phần tham dự, chúng tôi xin hân hạnh được đón tiếp quý vị đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Cường, đại diện ban khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B; cô Trần Thị Mỹ Kiều, đại diện ban khóm Châu Long 2, phường Châu Phú B. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên Phan Chí Tâm, ban phổ truyền giáo lý Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, cùng tất cả ban trị sự và đồng đạo phường xã lân cận, chúng ta đề nghị hoan nghênh chung. Tiếp theo chương trình là nghi thức tôn giáo. Kính mời quý vị đồng đạo đứng lên trang nghiêm hướng về lễ đài để làm lễ nghi thức tôn giáo. Kính lễ Đức Phật. Kính thưa thôi. Kính lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ. Kính thưa xong. Phần nghi lễ đã xong, xin kính mời quý vị an tọa. Tiếp theo chương trình là đọc diễn văn khai mạc. Trân trọng kính mời ông Trần Văn Tấn, trưởng ban trị sự cũng là trưởng ban tổ chức, đến diễn đàn. Xin kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện đảng, chính quyền, mặt trận, ban ngành đoàn thể địa phương. Kính thưa giáo lý viên Phan Chí Tâm, ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo Trung ương. Kính thưa quý vị đại diện ban trị sự và đồng đạo phường xã lân cận. Kính thưa quý vị đại diện tôn giáo bạn. Kính thưa chú ý đồng đạo kính mến. Lời nói đầu tiên là lời thăm hỏi sức khỏe, lời chúc mừng đoàn kết và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, người tín đồ Phật giáo Hảo ai cũng biết rằng trong Tam Bảo thì Pháp Bảo được liệt vào hàng tối quan trọng, đứng thứ hai sau Phật Bảo. Pháp Bảo có được phổ truyền thì đạo mới được tồn tại và phát huy rực rỡ, con người mới hiểu được những giá trị tinh hoa đạo đức để tu luyện tăng hơn tâm và hướng đến môi trường chân thiện mỹ. Thế nên công việc phổ truyền giáo lý Phật giáo Hảo là một việc làm cần thiết và khẩn trương, đúng với nhu cầu trong bối cảnh lịch sử và văn hóa xã hội ngày nay. Đem đạo vào đời để phục vụ cho bản thân và cộng đồng xã hội trên nền tảng đạo đức và trí tuệ, đó là việc làm nhân bản và đúng với tinh thần nợ nước văn chương toan báo đáp, ơn nhà đạo đức quyết đền ân mà Đức Quỳnh Giáo Chủ hướng dẫn. Ngài còn khuyến khích nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Và bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, làm hầu cho trí tuệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt giùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, nặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không tất tội với kẻ đời sao vậy. Được sự thống nhất của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và sự chấp thuận của chính quyền địa phương, hôm nay ngày 20 tháng 2 năm 2019 nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Châu Phú B hân hoan tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo với đề tài tìm hiểu ý nghĩa bát chánh bốn chánh đầu: chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp và chánh tinh tấn. Giáo lý viên Phan Chí Tâm,
Ban Phổ Truyền Giáo lý Trung ương bình giảng. Rất mong nguồn từ bi, chí thiện và đức tôn sư kính yêu được miên mãn trôi chảy vào con tim chân chính và thấm sâu vào trong trí não của mỗi chúng ta, để mọi người nhận diện được mình là ai, bổn phận con người phải làm gì trong kiếp sống, và tìm kiếm chân tánh của mình, và kiên định lập trường vững bước trên con đường đạo hạnh thanh cao của Phật Pháp. Đến đây, chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo tại nơi làm việc Ban Trị sự Phật Giáo Hòa Hảo phường Châu Phú B ngày 20 tháng 2 năm 2019. Kính chúc quý vị quan khách dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc chú quý đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. Kính chúc buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay thành công viên mãn. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn ông Trần Văn Tấn. Tiếp theo chương trình là đọc nguyên văn sứ mạng của Đức Thầy. Trân trọng kính mời ông Trần Minh Chánh, Ban Phổ Truyền Giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo phường Châu Phú B đến diễn đàn. Xin kính mời ông. Nam mô A Di Đà Phật. Sứ mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Định hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa, chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, sinh trong vòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm, lòng mê si đã diệt, sự dĩ kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước dùa dân, cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật Pháp, gọi nhường ân Đức Phật, lòng đa quảng đại từ bi, hiềm về nỗi cảnh quốc phá gia vong, mấy quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ, vướng cảnh đồ lao, vì xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, dòng thân dị quốc, huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh. Ngao du tứ hải, dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự, lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị, đặng hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần, đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng tự ái chứa chan, thường bách tính tới hồi tai họa, Phật Dương Đà chỉ rõ mấy diệu quyền, chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả, để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Cầu đà xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguân này, say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Luật trời đã trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế.
trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long qua chầu Phật. Rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư, tu hành mau đắc quả, sau làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương khuấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái, cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp, giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão hiện ra đời để cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có dè đâu chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trợ thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam. Trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới thì dùng quyền diệu chuyên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Chân lầm than thống thiết mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên, nên kẻ xa xôi từ văn chẳng tới, người láng giềng tiếng kể nhàm tay. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mà tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết hầu ăn năn cải hóa làm lành. Còn kẻ chẳng tĩnh tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Thời lan xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ có lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp, ta đã hy sinh vì đạo, nào quản sát thân kiếp chót này đây, há lại tiếc chi thân phàm tục. Song vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình, xin kính mời ông Nguyễn Văn Thúc, phó ban tổ chức, đến diễn đàn để đọc lên 8 điều răn cấm của Đức Thầy. Xin kính mời ông. Nam mô A Di Đà Phật. Và để đọc lại 8 điều răn cấm, tức là lời khuyên bổn đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu mình làm lỗi thì rứt bỏ, và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời, Phật, thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm cho hết bệnh là tà thần ta cúng kiến mãi, thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức.
Nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng về cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ trơn chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo Pháp thường hãy dung giới hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thư, ta thử được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Túc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị nghe một đoạn diễn ngâm trong quyển tư của Đức Huỳnh Giáo Chủ qua đoạn diễn ngâm của cô Nguyễn Thị Kim Phượng. Xin kính mời cô. Nam mô A Di Đà Phật. Vì tu hành phải vẹn nghĩa ân, kính giới sanh chúng dân thường thay, chớ bác văn rõ ràng trong giấy là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra cho dân biết một đầu chánh kiến. Trí linh mẫn nhìn xem các chuyện phải, đừng cho lầm lạc nếu tà. Dầu việc người hay việc của ta, nên phán đoán cho tường cho tầng. Tội giới phước sẽ coi, nhiều bận mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Chánh tư duy một mấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều cùng với dầu thầy hay ta cùng tưởng đều trùng chánh mới màu. Việc vui sai mèo mà đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu lục tự. Làm việc ngay đường, ta đừng nên theo kẻ bất lương, học ngón xảo để lừa đồng loại. Chánh tinh tân dầu thành hai bài, cứ một đường tinh ngưỡng của dầu cho ai pha rối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới. Một chánh mạng chúng sanh ơi ơi, cho hồn linh cai quản châu thân, lấy chợ nhân dẹp tánh phàm trần
về Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn cô Nguyễn Thị Kim Phượng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm đến diễn đàn để thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo với đề tài tìm hiểu ý nghĩa bát chánh, bốn chánh đầu là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp và chánh tinh tấn. Xin trân trọng kính mời ông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách, đại diện cho các cấp chính quyền sở tại, kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của thành phố Châu Đốc đồng về đây tham dự, kính thưa quý vị trong ban tổ chức, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Châu Phú B, kính thưa quý vị là thiện hữu tri thức, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, và hôm nay cũng là ngày 20 tháng 2 năm 2019. Chúng tôi cũng được sự phân công của Ban Phổ truyền Giáo lý, Ban Trị sự Trung ương hôm nay lại trở về đây được gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta giờ này để cùng nhau chia sẻ qua các cái phương pháp tu hành để tìm có con đường giải thoát theo lời dạy của Đức Tôn Sư Kính Yêu. Vậy là nói đầu tiên, cũng nhân dịp những ngày đầu năm của tháng Giêng, cho phép chúng tôi gửi lời đến gia quyến cũng như lời chúc phúc tốt đẹp và an lành nhất. Kính thưa quý đồng đạo, để đi vào cái chuyên đề mà chúng tôi được cái sự phân công của ban phổ truyền cũng như được cái lời mời của ban tổ chức, thì chúng tôi chỉ nhắc lại để cùng nhau chúng ta ôn lại, xem xét, kiểm chứng lại coi trong cái thời gian qua mình làm được cái gì rồi, thế là Đức Thầy đã dạy. Và nhất là bát chánh đạo là một cái phần quan trọng không thể thiếu trong đạo đế. Và đặc biệt thì ngày xưa bài pháp này Đức Phật đã kiểm chứng rồi, và cũng đã có người đắc đạo rồi, 9 năm anh em Kiều Trần Như. Và đây là cái bài pháp đầu tiên trong Tứ Diệu Đế, và bài pháp này nằm ở cái phần đạo đời. Cho nên chúng tôi nhớ có lần may mắn về An Phú thì cái thời gian cũng rộng trong một buổi, thì đây chắc cũng có một số vị ngồi nghe, thì chúng tôi cũng đã trình bày được Tứ Diệu Đế, tức là nói bốn cái điều chân lý chân thật để chúng ta tìm hiểu theo là Đức Thầy dạy ở Tứ Diệu Đề, thì cũng dành thời gian cũng khoảng 3 giờ đồng hồ đấy. Cho nên tôi nhớ lúc đó chúng ta thuyết 1 tiếng rưỡi nghỉ giải lao một lần, rồi trở lại tiếp tục để giải quyết xong về Tứ Diệu Đề. Mà tôi cũng có một cái nguyện vọng là phải làm sao trình bày quốc đề tài này để cho bản thân cũng như quý vị chúng ta có một cách nhìn cho nó chuẩn, nhất là về đạo đế, nhất là về 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, và cuối cùng thì cái phần quan trọng không thể thiếu trong bát chánh đạo đó là 8 điều đáng cấm, cái phần này. Và đặc biệt thì đây là cái nguồn gốc bài pháp này, là cái chân lý tuyệt đối của đạo Phật mà ngày xưa Đức Phật đã thuyết rồi. Cho nên Đức Thầy đã dạy là thuyền lâm Phật thích thở xưa kia, non tiết rèn ra bát chánh kìa, hay hoặc là chữ bát chánh rõ ràng trong giấy là chân truyền của Đức Thích Ca. Ngày xưa Đức Phật đã thuyết rồi. Và chẳng những vậy, đây cũng là một cái thế mạnh, bởi vì chân lý nó chân thật rồi. Cho nên chẳng những ở tại giường khổ hạnh lâm để độ Nam Meo Cười Trần Như, thì sau đó Đức Phật đã dựa vào căn cơ trình độ và cái bài pháp bát chánh đạo là một cái bài pháp phải nói rõ là mang một tính chất thiết thực trong cuộc sống đời thường, chẳng những của người phạm hạnh xuất gia mà luôn cả những cái người gọi là tại gia cư sĩ, thì bài pháp này cũng rất là cần thiết, cũng như tất cả chúng ta. Chính vì cái lẽ cần thiết đó mà hôm nay sau khi cái ngày khai sáng đạo, Đức Thầy rất rút ngày sáng tác bát chánh đạo đến 3 lần đó. Đức Thầy dụng văn chương nói bát chánh đạo 3 lần ở 3 cái thời điểm khác nhau, để thấy rõ rằng đây là cái tầm quan trọng mà hôm nay người tu đạo Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta phải cảm nhận để mình nương theo đó làm một cái phương châm hành đạo trong cuộc đời tu hành của mình. Sau khi viết
ba quyển giảng. Thì đến quyển thứ tư thầy viết vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão, thì đây là cái quyển Trở Về Nội Tâm. Và trong cái phần quyển tư này, Đức Thầy khéo léo vận dụng đã đưa vào Bát Chánh Đạo vào trong cái quyển tư. Mà như vừa rồi thì đồng đạo đọc giảng viên đến từ xã Phú Thọ đã có nhắc lại một đoạn trong trong Giác Mê Tâm Kệ. Thì đấy là cái phần văn dần mà Đức Thầy phải dùng 44 câu thi về thơ thất ngôn để Đức Thầy diễn luận một cách hết sức là chi tiết về Bát Chánh Đạo. Thì đáng lẽ ra đến đây là dừng đó, nhưng mà Đức Thầy biết được Đức Thầy sẽ xa cách bổn đạo một thời gian, cho nên Đức Thầy mới sáng tác cái bài dặn dò bổn đạo vào lối tháng 2 năm Canh Thìn. Thì quý đồng đạo biết rằng trong các bài thi văn thì hai cái bài mà quan trọng nhất mà chúng tôi cũng thường nhắc đó là bài dặn dò bổn đạo và từ giả bổn đạo khắp nơi. Bởi vì đây là cái lời nói của một bậc tôn sư sắp sửa ra đi, muốn dặn dò, muốn căn dặn lại cho chúng ta cần phải làm gì, làm gì ở trong cuộc đời hành đạo của mình trong cái thời gian mà Đức Thầy vắng mặt. Như vậy thì trong cái phần dặn dò bổn đạo, Đức Thầy lại tái bút viết lại Bát Chánh Đạo lần thứ hai. Lần này Thầy viết theo thể thơ lục bát, chỉ dinh dưới 24 câu, tức là xúc tích ngắn gọn, đại ý hơn, nó gọn hơn, chỉ nói về khái niệm thôi chứ không có chi tiết như là cái phần của Giác Mê Tâm Kệ. Thì đáng lẽ ra hai phần như vậy là đủ lắm rồi. Tuy vậy, trong khi Đức Thầy ở Sài Gòn và năm Ất Dậu 1945, bởi lẽ ở đây lúc bây giờ đồng đạo chúng ta vắng Thầy mới có mấy năm thôi, mà cũng có rất là nhiều cái người tu làm không đúng. Chính vì cái hoàn cảnh đó cho nên Đức Thầy mới xác định là 5 năm trường xa cách. Vì cái chính sách áp bức bóc lột gắt gao của người Pháp cho nên Đức Thầy mới xa cách chúng ta. Chính vì cái khoảng thời gian xa cách đó, ở nhà có người làm đúng và cũng có người làm sai. Do vậy cho nên cái quyển sách nhỏ Tôn Chỉ Hành Đạo được ra đời. Cho nên giờ này đồng đạo phải nhận định rằng sở dĩ có Tôn Chỉ Hành Đạo mà ra đời vào năm 1945 gọi là quyển 6 là cái nguyên nhân chính là do đồng đạo chúng ta làm sai. Đức Thầy mới có ra đi khỏi tổ đình thời gian chỉ có mấy năm thôi, mà trong đạo chúng ta lúc bây giờ có người thêm thất cái này và làm sai cái nọ. Chính vì vậy Đức Thầy buộc phải viết cái quyển 6 Tôn Chỉ Hành Đạo. Và khi viết về quyển Tôn Chỉ Hành Đạo, Đức Thầy viết một cách hết sức là tình tự. Sau khi cái bài Sứ Mạng của Ngài được đặt ở hàng đầu mà Đức Thầy viết vào tại Bạc Liêu, nhà của ông Ký Giỏi, thì liền sau đó Đức Thầy mới diễn luận về hai cái hạng xuất gia và tại gia. Ngài mới nhìn một cách nhìn phải nói rõ là của góc nhìn của một vị hoạt Phật để nhìn cái cách của người tu trong cuộc sống đời thường. Và sau đó thì Ngài mới khẳng định rằng chúng ta là những người tại gia cư sĩ và cũng có cái khả năng để lần bước vào cái con đường giải thoát. Cho nên muốn vào con đường giải thoát thì liền đó Đức Thầy mới viết thêm về tứ ân, tức là tứ đại trọng ân là một cái phương châm hành đạo. Rồi sau khi viết xong cái bài tứ ân xong thì yếu tố tiếp theo Thầy viết luôn cái bài tam nghiệp. Sở dĩ con người khổ là do 10 cái nghiệp này. Cho nên hôm nay nếu muốn không có khổ thì 10 cái nghiệp này chúng ta phải chuyển hóa từ ác thành thiện, từ thập thiện nghiệp phải chuyển hóa, từ thập ác phải chuyển hóa thành thập thiện nghiệp. Thì có như vậy thì mình mới phơi đi cái điều khổ. Chỉ cần một phần nhỏ trong 10 điều thôi, như ác tham lam mà Đức Thầy đã khẳng định, ngày giờ nào loài người dẹp được tánh ham muốn của mình thì ngày dễ bớt được một phần lớn sự khổ. Huống chi cả 10 điều ác, chỉ một ác thôi là Đức Thầy đã khẳng định là chúng ta đã bớt đi một phần lớn sự khổ rồi. Và sau khi viết xong bài thập ác thì lúc bây giờ Đức Thầy mới khẳng định trừ xong 3 nghiệp chướng hãy làm theo 8 điều chánh. Sau khi ta diệt được thập ác rồi, tự nhiên 10 điều lành đã hiện ra. Như thế ta đi thêm một bước trên con đường đạo hạnh. Nhưng sự tấn bộ ấy không có nghĩa là đạt đến mục đích. Thế nên phải cần hành luôn đạo bát chánh tiếp theo, vì nó là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ và tấn triển trên cái con đường giải thoát. Như vậy thì đến đây chúng ta mới dừng lại để kinh nghiệm là Đức Thầy. Như vậy thì thập thiện nghiệp, Đức Thầy cho biết rằng chúng ta chỉ đi trên một đoạn đường thôi, chứ chưa phải là cứu cánh. Và thập thiện nghiệp sẽ giúp cho chúng ta được về cõi trời. Thập thiện nghiệp giúp cho chúng ta không đọa địa ngục. Thập thiện nghiệp giúp cho chúng ta là một cái người hoàn mỹ trên xã hội loài người. Nhưng mà nếu muốn tiến xa hơn con đường giải thoát thì mình phải đặt cái điều kiện để mình bước thêm một bước tiếp theo là đi theo 8 con đường chánh. Và Đức Thầy đặt để rằng đây là quyển kinh nhật tụng đó. Khi những ngày đầu chúng tôi đọc lại Tôn Chỉ mà nghe Đức Thầy căn dặn rằng đây là quyển kinh nhật tụng đó của những ai muốn thoát chốn mê đồ và tấn triển trên con đường giải thoát, thì chúng tôi rất là lo. Tại sao lo? Bởi lẽ chúng ta nhìn một cách nhìn khách quan trong đồng đạo của mình, thật ra ít có người biết Bát Chánh Đạo lắm quý vị ạ. Bát Chánh Đạo 8 chánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm, chánh định.
mà đôi khi cái tên của tám chánh này mình không nhớ nữa kìa, chứ huống hồ chỉ nội hàm cũng như khái niệm của mỗi chánh để chúng ta hành theo. Vì vậy cho nên gần như đôi khi đồng đạo chúng ta không thực hiện theo lời Đức Thầy, chính vì không thực hiện theo đó, do vậy cho nên trong cái quá trình hành đạo của mình, rồi mình phải gia chạm những cái này, mình phải nảy sinh những cái khác, ảnh hưởng đến cái nhân thân của mình và ảnh hưởng chung luôn cả toàn đạo. Cho thật chất ra gẫm lại lời Đức Thầy dạy hết sức là cặn kẽ, lời Thầy dạy thật là cặn kẽ, bao nhiêu tình bác ái gốc tôm trong bá gia tầm đạo quá mờm mà Đức Thầy đã viết rất rõ trong đoạn cuối của bài Sa Đéc. Như vậy thì lời Thầy dạy thì cặn kẽ, nhưng mà tín đồ của Thầy, đồng đạo của chúng ta thì xem qua rồi thì phát lờ thôi, ít có bao giờ mà chúng ta nghiêm cẩn thực hành theo lắm. Chính vì vậy cho nên cái con đường về cõi Phật, cái con đường mà toàn thiện toàn mỹ đối đến với mình thì nó bị ngăn chặn, bị hụt hẫng thì hoàn toàn do ta không đủ sức, do ta không cố gắng, do ta không nghe theo lời dạy của Đức Tôn Sư tôn kính của mình. Chứ nếu như ngày giờ này muôn người như một, trong đạo chúng ta đều nhận định rằng bát chánh đạo nó quan trọng lắm, cho nên khi bước vào tu rồi thì ít nhất cũng phải đọc bát chánh đạo 3 lần mà chúng tôi giới thiệu vậy. 3 lần này chúng ta cộng lại đâu có bao nhiêu đâu. Nếu nói về thi thơ thì trên dưới có 68 câu à. Và cộng thêm cái phần văn tản mà Thầy viết trong quyển 6 thì phần này trên dưới khoảng, nếu mà chúng ta đánh máy cái trang giấy A4 mình thì trên dưới khoảng 2 trang à. Còn trong sách giảng thì giấy nhỏ phân nửa A4, cho nên chúng ta thấy 3-4 tờ như vậy, 3-4 trang như vậy. Thực chất ra mình đánh máy dồn lại thì khoảng chừng 4 trang giấy A4. Nếu chúng ta đánh phông chữ 14 khoảng chừng 2 trang giấy A4, chứ đâu có nhiều lắm đâu. Nếu như bỏ cái thời gian đó, một ngày chúng ta chỉ dành thời gian khoảng 15 phút thôi, 10 phút, 15 phút là chúng ta đọc xong rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình hỏi lại trong đạo mình có ai làm được điều này nè, rất là hiếm. Như vậy là chúng ta biết rằng hàng ngày mình nguyện nay con nguyện khói ăn năn làm lành lánh giữ quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Hàng ngày thì chúng ta nguyện là tu theo Phật đạo, nguyện được giải thoát, nguyện được ơn trên cứu độ. Mà trong khi đó thì cái công cuộc giải thoát này chúng ta còn thờ ơ, giống như mình chỉ nguyện suông thôi, muốn đi chứ thật chắc ra mình vẫn còn muốn ở lại, chứ không phải là quyết chí ra đi. Chính vì vậy cho nên nó có những cái hụt hẫng trong đời tu của mình. Rồi chúng ta hoặc giả cũng có một tiểu số đồng đạo chúng ta lại than trách. Cho nên mình nhớ đây là Đức Phật thì dạy nơi nào có bát chánh đạo là nơi đó có đạo giải thoát. Thì hôm nay Đức Thầy đã khẳng định đây là 8 con đường giải thoát người tu chúng ta cần phải tìm hiểu. Cho nên giờ này thì nói như vậy để chúng tôi đặt cái điều kiện để bản thân chúng tôi cũng như tất cả đồng đạo chúng ta từ đây về sau, hoặc giả là trước đây cũng vậy, mình cũng đừng có lơ là về bát chánh đạo. Thôi thì lúc đảnh việc, sau những cái giờ làm lụng mệt nhọc thì cái thời gian nghỉ ngơi đó, thì chúng ta có thể cầm quyển giảng lên để đọc, để mình ôn ngừng lại từng câu từng chữ rồi chúng ta suy nghiệm. Đúng với câu là chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, để coi coi trong tâm của mình, ở hành động của mình, ở lời nói của mình có vướng không? Nếu vướng thì mình khắc phục, để chúng ta nguyện là không còn vướng vào các cái điều tà, các cái điều sai phạm. Bởi vì bát chánh đạo có một cái công năng nó phá bát tà, mà gần như bát tà nó bao gồm hết tất cả giảng pháp trong xã hội loài người, nó bao gồm hết tất cả những cái tổng thể để tạo thành nghiệp. Cho nên bát chánh đạo có một cái công năng để phá trừ bát tà, phải nói rõ như vậy. Ở đây thì trong cái phần, ba cái phần chánh văn mà chúng tôi nhắc nhở thì Đức Thầy không nói gì tà, Đức Thầy chỉ nói chánh thôi. Nhưng mà chúng ta cũng thừa hiểu rằng cái gì Đức Thầy nói là phải có cái ngược của nó. Giống như ngày xưa không phải đang không mà Đức Phật thuyết ra cái pháp lục hòa. Bởi vì tăng đoàn của nhà Phật lúc bây giờ nó đang rạn nứt với nhau, nó mất đoàn kết với nhau. Cho nên Đức Phật mới thuyết ra một cái bài pháp lục hòa để diệu dụng cho mọi người nương theo đó mà thực hiện, nương theo đó mà tu hành. Thì cho nên hôm nay lời Đức Thầy chúng ta cũng vậy. Thôi thì nói gần nói xa thì giờ này tôi và quý vị chúng ta sẽ đi vào từng chánh một, để chúng tôi cùng quý vị chúng ta tìm coi Đức Thầy dạy như thế nào từng chánh, và cái nguyên nhân hành trạng từng chánh, và đặc biệt là cái phương pháp hành trì như thế nào. Nó liên quan đến cuộc sống thực tế, những cái mà chúng tôi trình bày hôm nay nó sẽ mang một tính chất thực tế hơn về cái vấn đề kinh điển, thì chúng tôi cũng xin nhắc như vậy. Bởi vì mỗi lần trình bày thì cũng cố gắng sắp xếp để tìm ra những cái điều tối ưu nhất để nhằm làm sao đó để chúng ta dễ hiểu nhất cho bản thân và cho quý vị, để tất cả chúng ta tu là mục đích chính thôi. Cho nên thì đó là cái ý mà gần như chúng tôi đã dồn hết tâm huyết
để cống hiến cho cái sự nghiệp Phật pháp, cho cuộc đời của mình. Cho nên thì mục đích chính của chúng tôi bất cứ diễn đàn nào cũng vậy, thì luôn luôn muốn nói để cho quý vị hiểu, và tôi là hiểu trước, kế tiếp là quý vị, để chúng ta thực hành mà thôi. Thì đó là cũng xin thông qua như vậy để chúng ta có được một cách nhìn tổng quan khi hôm nay mình hiểu về Bát Chánh Đạo. Và giờ này thì chúng ta sẽ cùng nhau để gặp gỡ, để trình bày qua bốn chánh đầu thôi, theo cái lời mời của ông trưởng ban trị sự của phường Châu Phú B. Bởi vì khi đến đây thì các đề tài tôi giao cho ban tổ chức chọn thì tùy nghi, thì chắc có thể là lần này chúng ta gặp nhau bốn chánh này, thì nếu có nhân duyên một hai lần nữa, hoặc là có thể cách khoảng một hai lần khác, thì mình có thể gặp nhau ở bốn chánh tiếp theo chẳng hạn vậy. Thì chúng tôi cùng quý vị chúng ta sẽ cố gắng là từ từ mình sẽ tìm hiểu hết cái quyển Tục Giới Hành Đạo của Đức Thầy. Dù rằng giờ này đồng đạo cũng nghe các vị đồng nghiệp của chúng tôi trình bày ở nhiều diễn đàn khác nghe rồi, nhưng mà giờ này chúng ta nghe nữa không sao. Thì cũng mong rằng tất cả chúng ta ngồi đây, vừa ban tổ chức và đồng đạo đến đây cực khổ, thì để vì cái gì? Đó là vì sự nghiệp giải thoát, vì cái sự tu hành là chính yếu nhất trong cuộc đời hành đạo của mỗi cá nhân chúng ta. Như vậy thì trở lại qua cái phần chánh kiến, thì chúng ta phải thấy rõ Đức Thầy định nghĩa rất rõ: chánh đúng sự thật, kiến thấy xem xét. Chánh kiến dòm thấy xem đúng theo sự thật. Thì qua cái định nghĩa Đức Thầy thì chúng ta hiểu ngay đó là chánh kiến. Như vậy thì việc mọi việc gì ở trên đời này mà nếu nó sai sự thật thì cái đó gọi là tà kiến. Nếu chúng ta nhìn nhận, chúng ta phán đoán, chúng ta cho đó là đúng nhưng không ngờ đó là sai, thì cái đó đều rơi vào tà kiến. Và đồng thời thì sự phán đoán này, ngoài cái việc mắt thấy, ngoài cái việc tai nghe, thì nó đòi hỏi trí não chúng ta phải hoạt động, mình phải cộng thêm cái trí để chúng ta có một cái sự suy tư, và cuối cùng thì đưa ra một cái lý luận, một cái kết quả nó đúng theo sự thật đó. Thì như vậy đó mới gọi là chánh kiến. Cho nên chánh kiến này nó chẳng những âm hưởng của cái cuộc sống đời người tu, mà lại mang một tính chất hết sức đời thường. Cho nên nếu nói trong cuộc sống xã hội thì loài người chúng ta từ xưa đến nay đã trải qua, nói gọn trong nguồn gốc lịch sử là trên dưới gần 5.000 năm đi, chứ không phải là hơn 4.000 năm nữa. Giờ này đã trải qua là 4.890 mấy năm rồi, theo chúng tôi tìm hiểu ở trong lược sử của Trần Trọng Kim. Vì vậy cho nên ngày giờ này chúng ta thấy rõ rằng trong thế giới loài người đó, cái người mà đạt chánh kiến phải nói là cùng tột nhất đó, chắc quý vị không lạ gì, đó là Bao Chuẩn Bao Thanh Thiên, là một cái người phải nói rõ đạt chánh kiến cùng tột nhất. Ông ta có một cách nhìn, có một cái lý luận, có một sự suy tư, và cuối cùng đưa ra một cái phán đoán, đưa ra một cái cách cư xử thì gần như ai cũng cảm nể hết. Cho nên chính vì vậy mà ông ta có cái biệt danh là phải nói rõ là Bao Thanh Thiên, hoặc là Bao Chuẩn đó. Thì để thấy rõ cái độ chính xác của ông ta, phải nói rõ là nó gần như là 100%, nó cái xác suất nó rất là thấp, phải nói rõ như vậy. Thì đó là trong cuộc sống đời thường. Còn nếu nói về trong làng đạo, cho nên trở lại một chút, ngày giờ này cái yếu tố mà chúng ta phải nhìn nhận ở chính bản thân mình, khi xem Bao Chuẩn, trong hội trường này ai cũng biết cái nhân vật thiết diện vô tư Bao Thanh Thiên cả, ai cũng biết hết. Như vậy thì biết để làm gì? Để chúng ta soi rọi lại mình, coi mình chưa phải là Bao Thanh Thiên. Cho nên khi đối với hoàn cảnh ngoài xã hội mà chúng ta muốn phát đó một vấn đề gì, khi chúng ta nghe qua một cái lời đồn hoặc nghe một thông tin một chiều, thì lúc bây giờ mình nên bình tĩnh, mình nên chậm rãi, mình đừng có hấp tấp, mình đừng có vội vã. Thì tôi tin chắc rằng mình sẽ giảm thiểu được cái điều sai lầm. Bởi vì mình phải thấy được mình, tôi và quý vị, chúng ta chưa phải là Bao Chuẩn, chưa phải là Bao Thanh Thiên. Cho nên những cái sự suy nghĩ phán đoán của mình ở một tầm dốc gọi là tương đối, chứ không phải là tuyệt đối được. Hãy nói rõ, thì đó là chúng ta hiểu về cái cuộc sống nhân loại đời thường. Và khi mà đi sâu vào cuộc sống người tu về triết học Phật giáo, thì nói chung những tín đồ của nhà Phật, những đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những người đắc đạo, là những người này đều có chánh kiến rồi. Bởi vì có được chánh kiến người ta mới đắc đạo được, phải không? Nhưng mà cái người mà đạt cái chánh kiến mà cao nhất đó trong môn đệ nhà Phật, thì một nhân vật nổi cộm nhất đã được Đức Phật truyền thụ cái y bát, thì đó quý vị không lạ gì là Ma Ca Diếp, là một cái người đạt chánh kiến cao nhất trong những người đã có chánh kiến, các hàng đệ tử của Đức Phật, những người đã chứng quả. Cho nên chúng ta còn nhớ lại ở một cái pháp hội của Linh Thú Sơn, lúc bây giờ Đức Phật chỉ nhầm cầm nhánh sen trắng đưa lên thôi, tay của Ngài cầm nhánh sen trắng đưa lên, Ngài không nói một câu nào. Vậy thì lúc bây giờ cả pháp hội trên dưới cả là phải nói rõ là 1.000
250 vị A-la-hán. Theo chúng tôi tìm hiểu trong sách thì lúc bây giờ Pháp hội đó có 1250 vị A-la-hán. Mà trong khi đó là 1249 vị kia không biết Đức Phật nói cái gì. Chỉ biết Đức Phật tay trái đưa lên, cầm nhánh sen trắng đưa lên vậy thôi, không biết Đức Phật nói gì hết. Nhưng mà trong khi đó chỉ có cách nhìn thấu đáo của Mahakajip thì ông ta nhìn được tận trong trái tim của Đức Phật, cho nên ông ta trúng chiếm miệng cười. Một người duy nhất đạt chánh kiến có một cách nhìn chẳng những ở bên ngoài mà luôn cả cách nhìn đến thấu trong tâm cảm, thì đó là một cái góc độ cao nhất của chánh kiến đó. Chứ không phải là chúng ta chỉ thấy bên ngoài cho là tai nghe, mắt thấy cho là thật thì cũng chưa chắc. Phải không? Nó phải cộng thêm cái tâm thức. Bởi vì hôm nay mình là người tu thì vấn đề tâm linh về tâm thức, cái chiều sâu về cái sự suy nghĩ thì nó rất là cần thiết. Nó phải phụ vào các yếu tố trên thì mới đạt được chánh kiến. Thì đó là chúng tôi cũng xin nói như vậy để chúng ta thấy rõ đời đạo gì cũng vậy, nó cũng rất là cần có chánh kiến. Cho nên ngày giờ này cái quan trọng nhất là mọi người phải hiểu được tại sao con người không có chánh kiến. Vậy thì cái nguyên nhân gì mà nó làm cho con người chúng ta không có chánh kiến? Vậy thì Đức Thầy đã dạy rất rõ: phàm con người thường hay bị bản ngã lôi cuốn, trí mờ ám làm cho sai chạy ít nhiều sự thật, khi gì thiếu sự sáng suốt, khi gì tư thù, khi gì lợi kỷ. Thì đây là những nguyên nhân mà làm cho chúng ta rơi vào tà kiến, làm cho mình không có chánh kiến. Cái nguyên nhân chính yếu nhất Đức Thầy dạy là bản ngã. Như vậy thì chúng ta cũng đủ biết rằng cái ngã, cái bản ngã là cái gốc, gốc cái ta, nó hại là ta. Cũng vì cái bản ngã này mà từ lâu đến nay chúng ta sống ở trong tà kiến mình không hay. Lúc nào mình cũng cho mình hơn người, lúc nào mình cũng cho mình hay hơn người, lúc nào mình cũng cho mình là hơn thiên hạ hết, lúc nào cũng nghĩ mình là cao cả. Thì xin thưa rằng những cái tư tưởng đó, những cái cho mình, những cái bản ngã đó thì hoàn toàn nó trở lại nó hại chính bản thân của mình. Cho nên chính vì cái bản ngã đó nó mới sanh ra những yếu tố khác để chúng ta phạm vào tà kiến. Nào là thiếu sự sáng suốt nè, cũng vì bản ngã nó che lấp cho nên làm chúng ta thiếu sự sáng suốt. Rồi vì từ thiếu sự sáng suốt đó rồi ảnh hưởng đến vì cái thù oán riêng tư, vì cái lợi ích cá nhân mà làm cho chúng ta nhìn nhận sai vấn đề, nhìn nhận sai vấn đề. Cho nên nói đến đây thì đôi khi mình gẫm lại trong cuộc đời của mình, ít nhất chúng ta cũng vướng rõ ràng như vậy. Cũng vì cái ta, sau khi mà chúng ta trải qua sự việc đó rồi, mình rút tỉa kinh nghiệm là rõ ràng mình là người sai. Đôi khi mình là người sai, mình không dám nhận là sai nữa, bởi mình sợ mình nhận mình sai là mình mắc cỡ. Rõ ràng vì cái ta đã biết rằng mình sai, nhưng mình còn không dám nói mình sai nữa. Trong tư tưởng mình, trong thâm tâm mình, trong cái lương tâm mình biết rằng cái việc làm đó mình sai, cái lời nói đó mình sai, cái sự suy nghĩ đó mình sai, mà đôi khi mình lại trốn tránh cái trách nhiệm, mình trốn tránh với sự thật, chứ huống hồ chi mà đối với người khác. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta phải cảm nhận điều đó. Và những cái tự tôn, tự ti, những cái bản ngã đó nó hoàn toàn nó hại đến chính mình. Những cái đó nó là tà kiến đó. Những cái đó là những cái chặng đường nó ngăn chặn, những cái chông gai nó ngăn chặn để không cho chúng ta tiến sâu vào cái con đường giải thoát. Cho nên chính vì vậy mà nó sanh ra những yếu tố khác. Thì đó là theo lời Đức Thầy dạy để chúng ta thấy rõ rằng cái nguyên nhân chính yếu nhất mà nó làm cho chúng ta phải sống trong tà kiến. Về cho nên Đức Thầy dạy thêm về cái phần hành chánh kiến. Tức là Đức Thầy dạy nếu như muốn có được chánh kiến thì phải mỗi đồng đạo chúng ta phải dùng cái năng lực của trí tuệ. Một chánh tiến kiến dạy ta phải đem hết trí năng truy cứu các sự rắc rối, cẩn thận xem xét tránh sự lạc lầm, trong khi phê đoán bất cứ việc gì, dầu của mình hay của kẻ khác. Như vậy thì Đức Thầy đã dạy rất rõ, chẳng những của mình mà đối với kẻ khác cũng vậy. Chúng ta phải có một cái sự suy nghĩ, cái gì cũng vậy. Cho nên tôi nói hồi nãy, sở dĩ mình không có chánh kiến, mình quen sống ở trong tà kiến là do mình hấp tấp, do mình vội vã thôi. Cho nên khi mà về đến nhà, nghe con của mình, nghe con gái của mình, nó nói chị dâu nó cái gì đó, thì lúc bây giờ cũng vì hấp tấp, vội vã, thiếu đi cái sự suy nghĩ, chúng ta lại phán quyết rằng con dâu mình nó sai, chẳng hạn như vậy. Hoặc là về tới nhà, nghe thằng cháu nội mình nó mét, mẹ à, ông nội à, bà nội à, thằng cu tí đằng sớm đánh con. Thì lúc bây giờ mình thấy cháu nội mình khóc thì mình xót lòng, mình đâu có kịp suy nghĩ thì mình quả quyết thằng cu tí nó sai. Nhưng thật chất ra chưa chắc vậy. Thì những yếu tố đó trong cuộc sống đời thường đôi khi chúng ta bắt phải đâu vậy, nó thực tế nhất. Cho nên mọi cái gì cũng vậy, chúng ta phải lấy một sự suy nghĩ. Chúng tôi chỉ đưa ra một cái điều nhỏ thôi,
cái mẫu chuyện bên thầy mà lúc bây giờ có những vị mà đến muốn nhờ Đức Thầy coi bói giùm cái ngày nào để khai trương cửa tiệm đó, cái ngày nào là ngày tốt trong tháng đó, thì Đức Thầy trả lời gọn, mấy bà về mấy bà coi cái ngày nào chính mấy bà làm, cái ngày nào chính mấy bà làm, Đức Thầy nói như vậy. Như vậy thì cái chỉ, cái lời Đức Thầy dạy nó sẽ mang hai cái khuynh hướng. Nếu như cái khuynh hướng mà thiếu suy nghĩ chín chắn đó, thì sẽ nói rằng vậy là Đức Thầy dạy phải khai trương cửa tiệm, hoặc là cái ngày tốt trong tháng là ngày mùng 9, 19, 29. Phải không quý vị? Nếu như mà chúng ta thiếu sự suy nghĩ. Nhưng mà nếu mình nghĩ như vậy là chẳng khác nào Đức Thầy chúng ta cũng mê tín nữa rồi. Vì vậy cho nên cái ngày chính mà Thầy dạy với bà này á, không phải mùng 9, 19, 29, mà cái ngày này là cái ngày làm chân chính, thì cái ngày đó là cái ngày tốt. Ngày đó ngày tốt, ngày đó giàu là ngày mùng 5, 14, 23, nhưng ngày đó là ngày làm việc chân chính, thì ngày đó là ngày tốt. Chứ không phải nói giờ Thầy dạy lựa cái ngày chính là ngày tốt, thôi giờ tôi cứ vợ gả con lựa mùng 9, 19, 29, tôi dựng nhà hay là hoặc là tôi khai trương cửa tiệm cũng lựa 19, 29, là những cái ngày chính như vậy, thì rõ ràng là chúng ta dồn Đức Thầy vào trong một cái tình tiết quan cho Thầy, phải không quý vị? Như vậy thì chỉ đưa ra một yếu tố đó thôi. Mà đôi khi trong đạo chúng ta lại nhầm đó, cũng có rất nhiều người nhầm, mà khi mà tôi nói ra thì có nhiều người lại rất là ngạc nhiên, cứ nghĩ là mẫu chuyện này Thầy dạy ngày mùng 9, 19, 29, nhưng không ngờ phải vậy. Cái ngày chính, mấy bà coi có ngày nào ngày chính thì làm, cái ngày chính mà Thầy dạy là nên làm chân chính, cái ngày này đừng có làm điều tà quậy. Nếu như cái ngày tốt ngày mùng 9 mà ngày này chúng ta làm không có chân chính thì ngày đó nó sẽ thành ngày xấu thôi. Cho nên chúng ta thấy như vậy thôi, mình cũng đủ thấy được cái sự suy nghĩ, cái sự phán quyết của mình nó sai rồi. Nhất là ngày giờ này, cái ngưỡng cửa để chúng ta nghiên cứu là Đức Thầy, thì quý vị ơi, có lúc Đức Thầy viết Đức Thầy mở, có lúc Đức Thầy viết Đức Thầy đóng. Cho nên đôi khi cái sự nhìn nhận của đồng đạo chúng ta nó không đồng bộ với nhau. Mà nếu chúng ta nghĩ theo một khuynh hướng tích cực giải thoát thì tốt rồi, mà nếu chúng ta nghĩ ngược lại cái khuynh hướng không tích cực, không giải thoát, thì xin thưa rằng mình sẽ là cái người rất là tội lỗi. Chúng tôi chỉ nói gọn trong cái sự tìm hiểu lý Đức Thầy thôi, chứ còn ngoài xã hội nó rộng lắm, chúng ta nói không hết. Và cái quan trọng hết thì mỗi người phải nhớ là Đức Thầy dạy, đó là trí linh mẫn nhìn xem các chuyện, phải đừng cho lầm lạc nẻo tà. Dầu việc người hay việc của ta nên phán đoán cho tường, cho tận, rồi tội với phước xét coi nhiều bận mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Thì Đức Thầy dạy chúng ta dầu việc người hay việc của ta cũng vậy, thì mình cũng phán đoán cho tường cho tận. Như vậy thì việc của mình thì đương nhiên mình phải phán đoán tường tận rồi. Còn việc của người ta, nếu như mình cảm thấy mình không có khả năng phán đoán tường tận thì tốt hơn hết mình đừng có phán đoán. Phải không quý vị? Mình đừng có phán đoán. Đôi khi chúng ta có cái tính là thài lai, mình muốn xen vào chuyện thiên hạ, nhưng không ngờ mình nói trúng thì cũng trật, cũng có lỗi, mà mình nói trật thì cũng mang cái tội thôi. Giống như Thầy dạy là trách lầm mang nghiệp vào thân, chỉnh ne gia giác thánh thần chép biên vậy. Đáng lẽ là cái việc của thiên hạ mình không có nói tới, việc của người ta mình mới nghe cái việc nóng hỏi ngoài đường đừng nói tới, thì mình đâu có tội đâu. Mà khi chúng ta bắt đầu chúng ta nói, chúng ta bình luận bình phẩm cái này được cái kia không, cái nọ tốt cái nọ xấu, lúc bây giờ đang không chúng ta đem cái tội gánh vô mình, rõ ràng tự mình gánh vào từ cái miệng của mình do thiếu chánh kiến, phải không quý vị? Hãy nói rõ như vậy. Cho nên cái quan trọng nhất ở đây chúng tôi muốn nói, để hạn chế cái vấn đề tà kiến thì đồng đạo chúng ta nên thúc liễm thân tâm. Mỗi đồng đạo chúng ta thúc liễm thân tâm, nhất là khi nghe theo các cái tin tức bên ngoài. Ngày xưa thì thông tin nó chuyển đi rất là chậm, còn ngay giờ này thông tin nó đi một cách phải nó hết sức là nhanh. Thông tin phải nói rõ là nó đi nhanh một cách không tưởng tượng được. Một cái vụ việc mới xảy ra một chút xíu thôi, trong vòng vài giây ở bên Mỹ thôi, thì Việt Nam chúng ta biết hết rồi, bởi vì nó chuyển tải qua các cái đường trang mạng Facebook, Zalo hoặc là Viber vân vân, thì chúng ta biết hết rồi, rất là nhanh. Như vậy thì những tin tức đó chưa phải hoàn toàn là đúng, có những cái do con người ngụy biện lên rồi chúng ta lại cho là thật. Nhất là ảnh hưởng những cái tin tức về vấn đề từ thiện xã hội mà ngày giờ này trên các trang mạng xã hội đang dẫy đầy. Ở đây chúng tôi muốn nói thực tế nhất, khi chúng ta tiếp cận những cái điện thoại thông minh về các trang mạng xã hội, nhất là Zalo và Facebook, có những người lợi dụng họ đưa ra một cái hình ảnh của nhà rách nhà sập, rồi họ đưa số điện thoại, rồi họ kêu gọi vận động để đóng góp, họ chụp hình, họ ghép cảnh. Bởi vì tôi làm nghề quảng cáo, tôi biết, tôi là những cái người phải nói cũng từng để làm cái những cái sản phẩm trong cái vấn đề bản hiệu, cho nên cũng hiểu một đôi nét
về cái vấn đề mà phải nói rõ là ghép những cảnh này cảnh nọ, rồi họ ghép những cái bệnh trạng nặng nề, rồi họ cho số điện thoại, họ kêu gọi mọi người để đóng góp cho họ. Cho nên nếu không khéo, chúng ta nhẹ dạ dễ tin, thấy đứa trẻ đó tội nghiệp nó quá, thấy gia đình này nghèo quá, tội nghiệp quá, rồi thôi để gửi tiền cho nó 200-300 ngàn, 1-2 triệu bạc để chung hùng với nhau xây căn nhà này chẳng hạn vậy. Như vậy thì vô tình chúng ta lại tiếp giáo cho giặc, vô tình vì cái lòng tin của mình, về cái sự nhẹ dạ dễ tin của mình mà người khác lợi dụng. Cho nên hảo nào thầy mới dạy là tội với phước sẽ coi nhiều bận. Tội coi nhiều bận là đúng rồi, nhưng mà cái việc làm phước chúng ta cũng phải coi nhiều bận nữa. Cho nên ngay giờ này trên các trang mạng xã hội thì phải nói rõ là chúng ta bị gạt không ít. Hoặc là những tin nhắn điện thoại: anh ơi anh, tôi báo cho anh hay bây giờ là anh đã được trúng thưởng rồi, và được biết rằng công ty báo là anh đã trúng được một cái điện thoại iPhone 7 lút trị giá là trên dưới hơn 20 triệu. Nghe nói gì mừng quá, thì cứ cầu cưa với nhau, hỏi xin giấy chứng minh nhân dân, xin số điện thoại, xin địa chỉ. Rồi dòng gió tâm quát lòi ra, bây giờ công ty bảo rằng nếu như anh muốn lãnh hàng thì tạm thời phải tạm ứng trước 2 triệu để làm một cái phí gì đó không biết. Thôi giờ anh chuyển cái số tài khoản này 2 triệu đi, rồi hàng sẽ về tới với anh. Thì lúc bây giờ nghe vậy, rồi nghe những cái lời ngon tiếng ngọt, rồi lúc bây giờ chuyển liền 2 triệu. Chuyển 2 triệu là mất 2 triệu rồi. Chẳng những 2 triệu mà chỉ cần chuyển 100 ngàn tiền cạc vô cho nó thôi là mất rồi, khỏi nói chi tới 2 triệu. Thưởng đâu không thấy, thấy mình bị gạt rồi. Cho nên những yếu tố đó là chúng ta cần phải hết sức là sáng suốt để có một cái sự suy nghĩ trong khi mình đã học Phật về cái phương pháp chánh kiến mà Đức Thầy dạy ở ngay cái chỗ này. Như vậy thì bên cạnh đó, trong cái cuộc sống người tu chúng ta, khi học cái bài chánh kiến mà Đức Thầy dạy, cái quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn ở chính bản thân mình. Cái điều mà đau đớn nhất trong cuộc đời của chúng ta là gì quý vị? Cái chúng ta nhận định sai lầm. Cái sai lầm lớn nhất của con người khi chúng ta không học Phật thì mình nhìn nhận cái thân này thiệt của mình. Cái thân này thiệt của mình, cho nên cả một cuộc đời chúng ta dắt óc môi tim để lo cho cái thân, nhưng mà cuối cùng rồi thì được cái gì nè? Cuối cùng rồi thì nó cũng bỏ chúng ta ra đi thôi. Như vậy thì khi học chánh kiến, cái rốt ráo lại thì mỗi đồng đạo phải nhận định ở chính bản thân của mình, phải nhận định được cái thân này không thiệt. Nếu nó cái thân này thiệt, cái thân này nó đừng có trẻ, đừng có già, trẻ hoài đi. Nếu nó cái thân này thiệt, thân đừng bệnh đi, nó khỏe hoài đi. Nếu nó cái thân này thiệt, cái thân này đừng có mất đi, nó mình giữ hoài đi. Nhưng mà được không? Không được. Lâu lâu soi gương lại, lâu lâu xem lại những cái mô hình mình chụp cách đây 5-10 năm, chính tôi còn ngạc nhiên là đứng chi ai. Phải nói rõ như vậy, còn ngạc nhiên đây. Tôi nhớ cái thẻ đeo tôi chụp hình vào năm 2009-07 khi tôi học giáo lý duyên cách đây chỉ mới 12 năm. Mà cái hình nó trong cái thẻ đeo của tôi đó, mà giờ này nhìn lại là thấy nó khác không tưởng tượng. Phải nói đúng là cái buốt thời gian nó cướp đi cái tuổi thanh xuân chúng ta một cách hết sức là đau đớn. Như vậy thì khi chánh kiến mình nhìn vào thực tế vấn đề ở chính bản thân mình, khi chúng ta nhìn được cái vậy rồi thì mình mới dẹp hết tất cả được. Từ khi nhìn cái thân này nó giả tạm, do tứ đại hiệp thành không lấy chi bền chắc, khi nhìn được như vậy rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới không còn chấp cái thân này là thiệt. Chúng ta không còn chấp cái sự nhìn nhận, cái sự bảo thủ của mình cho là thiệt. Và từ đó nó sẽ giúp cho chúng ta tinh tấn tu hành, đi đến cái con đường chân chánh, đến con đường giải thoát. Thì đó mới là cái vấn đề trọng yếu nhất trong vấn đề học chánh kiến. Chứ còn cái việc phán quyến, phán đoán bên ngoài, theo tôi nghĩ đó là phụ thôi. Đó là phụ thôi. Giả sử mình có phán đoán sai lầm, mình biết mình tội đó, nhưng mà cái tội này chúng ta cũng có cơ may. Nhưng mà nếu như hôm nay mình phán quyết, nhìn nhận cái thân này là thiệt của mình, của cải gia tài, sự sản thiệt của mình, thì cái đó mới là cái chúng ta đáng sợ. Và cái đó nó sẽ là cái để mà làm cho chúng ta phải đọa lạc trầm luân. Khi mình còn tham nhà tiếc của biết hồi nào nguôi thì không bao giờ chúng ta đạt đạo được. Cho nên hôm nay trở lại để kết luận về cái phần chánh kiến, thì đó là cái yếu tố quan trọng nhất. Khi tất cả chúng ta có được chánh kiến rồi thì cuộc sống đời thường, quý vị biết, mình sẽ trở thành bao thanh thiên. Mỗi người chúng ta sẽ biến mình thành bao thanh thiên. Đối cuộc sống đời thường, mọi việc làm lời nói của mình luôn luôn là những cái chân lý và đem cái sự công bằng cho xã hội, cho nhân loại, cho mọi người. Và đối đạo Phật, nếu như chúng ta có được chánh kiến rồi thì lúc bây giờ mình sẽ có một cách nhìn thật là chuẩn. Mình sẽ nhìn đúng theo cái lý vô thường, vô ngã, nhìn đúng theo cái sự giả tạm, sự chân thiệt. Cho nên chúng ta sẽ biết lọc lừa được cái nào thiệt, cái nào giả là chúng ta cảm nhận được liền. Thí dụ như người có chánh kiến
thì người này người ta sẽ biết được cái thân là giả, cái thân là không thiệt, thân là giả. Nhưng lại một cái điều chúng ta cần phải bàn thêm, thân là giả mà cái hành động do thân tạo ra nó lại là cái quả thiệt. Đó mới là cái điều chúng ta phải suy nghĩ. Thân là giả nhưng mà việc làm tội lỗi do thân gây ra, cái tội mà chúng ta hưởng thì cái tội này thiệt, không phải là cái tội giả. Và đặc biệt thân thì giả nhưng mà cái công đức do cái thân này tạo ra, cúng lại ăn chay niệm Phật gì đó, thì cái công đức này nó là công thiệt chứ không phải là công giả. Cho nên cái gì chúng ta cũng phải bàn, chứ không phải nói giờ cái thân này giả mày làm gì cởi mày, mày giết người hay hoặc là mày cướp của mày làm gì cởi mày, không phải vậy. Không phải cái thân này giả là thôi bây giờ mày tự giận mày chết đi cho rồi, đừng có sống chia cho khổ, không phải vậy. Thân là giả nhưng mà mọi hành động tạo tác của thân thì mọi cái này nó là thiệt. Cho nên cái đó là cái chánh kiến đó. Chúng ta loại cái giả, chúng ta tầm cái thật, chúng ta chuyển hóa cái giả thành cái thiệt, chứ đừng có nói là giả rồi để chúng ta bỏ hết, không phải vậy. Thì đó là hai mặt của cuộc đời mà đòi hỏi người tu chúng ta phải hết sức là suy nghĩ để có một chánh kiến. Cái gì cũng vậy hết, nó phải có hai mặt của nó. Cho nên giả sử giờ tôi đưa ra một yếu tố tiếp theo để chúng ta kết thúc. Bây giờ chỉ nói vấn đề nhan thôi, chỉ nói về nhan thôi. Tất cả đồng đạo hàng ngày đều đốt nhang. Tôi thì tôi thích đốt nhang bình thường lắm, cũng không cần nó có cái hơi mùi thơm lắm. Bởi vì nhang bình thường mua nó rẻ tiền, mà nhang của tôi đốt thường nhang người ta cho nhiều quá vậy ơi, chứ thật là tôi không mua nữa. Đồng đạo lâu lâu gửi cho tôi ốp hay ốp vậy. Rồi cũng có những người thích nhang thơm, nhang dài, nhang không phải là thơm mùi trầm đó. Mà quý vị biết trầm hương bây giờ nó mắc dữ lắm, ai mà để vô trong bột nhang đâu. Nếu để vô mình mua đâu có nổi. Cho nên cái hương trầm mà chúng ta ngửi, trầm này là trầm do sinh học, do hóa học, những cái chất sinh học của hóa học tạo thành cái hương trầm. Cho nên những cái nhang hàng ngày chúng ta đốt đó, mình đừng có nói đó là tốt, không tốt nha. Nhang hàng ngày chúng ta đốt nó độc lắm, mà cái khói nhang mà các nhà khoa học họ phân tích nó độc lắm. Rồi bây giờ sao đây? Giờ chánh kiến, giờ dạy, giờ sao đây? Nếu mà chúng ta đốt nhiều quá thì nó cũng gây ô nhiễm môi trường đó. Giờ này là bắt đầu các ngành khoa học bắt tay vào việc. Tôi có xem một bài báo khi các nhà khoa học phân tích cái khói nhang á, bởi vì cũng vì cái nghề bắt chánh mà chúng ta chuẩn bị trình bày ở chánh nghiệp đâu, mà người ta phải nói rõ là không có còn lương tâm, không biết về là tội lỗi, người ta chỉ biết được thu lợi những cao thôi à. Cho nên người ta sẵn sàng dùng những chất độc tẩm vào. Chất đó nó không phải là độc, nhưng mà chất đó người ta để dùng ở trong công nghiệp á, chất hóa học, chứ không phải mà dùng mà để mà đốt để tẩm với hương để lấy cái tinh mùi để đốt. Như vậy cho nên chúng ta bị gạt rồi, phải không quý vị? Như vậy thì nói như vậy cái người có chánh kiến người ta không chấp, có nhang nào đốt cũng được thôi, không cần phải chấp. Cho nên tôi cũng nói thường thường với đồng đạo mình, nhất là trong các cái cuộc là làm tuần cầu nguyện mà đông người ở đây, cũng có rất là nhiều vị sứ ngôn viên nè, ở đây cũng xin nói chung luôn với ông quý vị trưởng ban nè, nhất là ông trưởng ban trị sự của thị trấn Long Bình, ông này đi cầu nguyện dữ lắm quý vị, đi phải nói rõ là khắp xứ luôn chứ không riêng ở một cái nơi hay nơi. Như vậy thì nếu như mà chúng ta là cái người dẫn chương trình hoặc giả là trưởng đoàn cầu nguyện thì bây giờ hạn chế nhang đi. Một lần cầu nguyện như vậy ba lượt, nhiều gì đốt một tuần nhang rồi, đừng có đốt ba tuần nhang. Còn nếu như mà thấy tiện mà lợi tới cái chỗ cầu nguyện cái bàn Phật mà hiện giờ nhang nhiều đó, hương đang nghi ngút đó, thì bây giờ chúng ta bắt đầu lễ miễn cầu đi, cần gì đốt nhang nữa, miễn hương đi, nó đỡ tốn kém gia đình người ta nữa mà đỡ ô nhiễm môi trường. Cho nên quý vị ơi, khi đọc lời Đức Thầy mình lại thầy, thầy chú trọng ở chỗ gọi là tĩnh tâm đốt nén tâm hương. Chứ Đức Thầy đâu có cầu nhang tướng đâu, phải không quý vị? Đức Thầy đã biết được, cho nên lời Đức Thầy là chánh kiến. Cái quan trọng thầy muốn chúng ta có được cái tâm hương, còn tướng hương dầu nhang có thơm cỡ nào, dầu cái nhang dài cỡ ngày, dầu mà đốt cả ngày này sáng tháng nọ, nhưng mà tánh nào tập thấy rồi chúng ta vẫn bị đỏ thôi, đâu có gì đâu lạ. Cho nên cái quan trọng ở chỗ tâm hương. Thì nói như vậy thêm một yếu tố phụ nữa để cùng nhắc nhở chung với nhau, để chúng ta nhận định đúng vấn đề ở chánh kiến. Để không thôi mình nói tôi tới Tết tới lắm tuần tôi mua nhang thơm vậy là Phật chứng á. Thôi giờ đồng tiền đó nó không nhiều lắm. Một ốp nhang thường nó chỉ có 15.000, ốp nhang thơm nó 30.000. Thôi giờ tôi mua ốp nhân thường thôi, tôi chừa 15.000 tôi mua được ký gạo, được ký đữ gạo cho người nghèo rồi, gì quý vị chọn nào? Phải không quý vị? Như vậy chúng ta phải nhận định mình nó thơm là tốt. Tốt ý mình á, tốt của tà kiến cái thật chắc ra về chánh kiến thơm chừng nào nó đọc hung chừng đấy á, mà Phật đâu có chuộng đâu. Đức Phật đâu có chuộng mùi hương. Phải không? Đức Thầy đã dạy Phật không có chuộng mùi hương. Đức Phật chỉ chọn cái tâm thành kính của mình thôi quý vị ạ.
thì chúng tôi cũng nói thêm như vậy để chúng ta kết thúc ngay với phần chánh kiến. Và cái chánh thứ hai mà chúng ta bàn tiếp theo đây đó là chánh tư duy. Chánh tư duy. Như vậy thì định nghĩa chánh tư duy Đức Thầy đã dạy, tư duy tức là tư tưởng chân chánh. Thứ ba, tư duy bằng nay các điều tưởng nhớ thẳng ngay mấy màu. Như vậy thì chánh tư duy là tư tưởng chân chánh. Trên xã hội, trong tâm của mỗi con người, nếu như tư tưởng nào không chân chánh thì tư tưởng đó đều gọi là tà tư duy. Cho nên đây là một vấn đề hết sức là nhạy cảm. Tại sao lại dùng cái từ nhạy cảm? Bởi vì cái sự chân chánh và sự tà này thì nó lại ẩn hiện không dừng nơi tâm của mình. Chứ không phải chúng ta rồng rặc là chánh mà rồng rặc là tà. Tôi cũng vậy, quý vị cũng vậy. Chúng ta phải nhìn lại chính mình để nói với nhau nghe, để chúng ta cảm nhận với nhau. Không ai dám hoàn toàn nói mình là tư tưởng chân chánh cả. Hai cái này giờ này đang lẫn lộn, đang ẩn hiện. Cho nên cái điều mà Đức Thầy nhắc nhở trong tâm chúng ta, mỗi người đều hiểu, chánh tư duy thì lúc này tư tưởng chân chánh nó đang hiện. Còn khi tư tưởng tà dậy nó nổi lên, tư tưởng chánh nó ẩn đi, thì lúc bây giờ chúng ta đang ngự trị cái tà tư duy, chứ không phải là chánh tư duy. Phải nói rõ như vậy. Cho nên trong cái cuộc sống đời thường, nhất là trong về cái hệ tư tưởng, nó rất là quan trọng. Do cái sự quan trọng đó, Đức Thầy sợ mình rơi vào tà tư duy. Bởi vì khi mà tư tưởng chúng ta tà rồi thì hành động muốn tránh thì khó, lời nói muốn tránh thì càng không được nữa. Cho nên cái tư tưởng tà thì thường lời nói ra nó không tránh, và hành động nó cũng bắt tránh luôn. Vì vậy Đức Thầy mới dạy là sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa tư tưởng, tìm cách đánh đổ tư tưởng xấu xa đem thai vào bằng những tư tưởng ôn hòa đạo đức, kính thưa đồng đạo. Cho nên thì sửa tư tưởng ở đây tức là Đức Thầy muốn kiến tạo cho tôi và quý vị chúng ta đều có chánh tư duy, hay hoặc là lọc lẽ tà tâm sự đứng đầu, thì những cái điều này để giúp cho chúng ta có được chánh tư duy. Và cái hành trạng mà làm mất đi chánh tư duy, cái hành trạng mà làm cho chánh tư duy, tư tưởng chân chánh nó ẩn là do đâu, thì chúng ta phải lắng lòng nghe lời Thầy dạy. Sanh ở trong trần, con người thường hay bị các thể dục cám dỗ, lợi danh, quyền tước, nghĩa vợ, tình chồng. Đức Thầy chấm thêm 3 chấm nữa. Cái tư tưởng rù quến tâm trí mãi mãi quay cuồng về những sự ấy không thể nào thoát ly ra được, ấy về phần tà. Như vậy thì đây là các yếu tố nguyên nhân chính mà làm cho chúng ta không có được cái chánh, là nguyên nhân chính mà cái chánh chúng ta nó bị ẩn khuất để cái tà nó hiện lên. Như vậy thì mình bình lặng lại để nghe lời Đức Thầy dạy từng câu từng chữ. Thứ nhất là bị các thị dục. Thị dục là gì? Thị dục là cái lòng ham muốn. Bị cái lòng ham muốn. Khi con mắt chúng ta xem cái vật gì đó, khi chúng ta thấy gì đó, thì lúc bây giờ lòng của mình sẽ sanh cái lòng ham muốn. Phải chi mắt chúng ta thấy mà như không thấy thì đâu có gì đâu. Đằng này mắt thấy rồi, nó chuyển về tâm. Lúc bây giờ tâm nảy ý định, nảy ra nguồn cái tư tưởng ham muốn, thì cái đó, cái tư tưởng ham muốn đó nó là tà. Ham muốn cái gì cũng vậy. Phải nói rõ vậy, những cái dục lạc thế gian, những cái tiểu tí eo hẹp này thì nó đều gọi là tà. Rồi bên cái đó Thầy còn dạy là lợi danh. Như vậy thì ngoài cái sự ham muốn dục lạc thế gian ở phần thị dục ra, thì Đức Thầy còn có biết là lợi danh, quyền tước. Như vậy thì nói đến lợi danh thì đôi khi chúng ta trong lòng của mình rất muốn. Mình muốn mình phải được thu nhập rất nhiều. Mình muốn mình sẽ được quyền cao chức trọng. Mình muốn mình được danh thơm tiếng tốt, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng sống trong xã hội này không phải mà muốn cái gì cũng được hết. Cái muốn nó chỉ là một cái hai cái nguồn tư tưởng thoáng qua thôi. Còn cái việc được hay không là phải đòi hỏi ở hành động. Ở hành động mới đạt được kết quả. Như vậy thì cái tư tưởng quyền tước, cái tư tưởng danh lợi này, những cái tư tưởng này nó rơi vào tà. Thí dụ bây giờ tôi giả sử một cái gọn trong đạo chúng ta thôi, nhất là mình đang ở trong cái giai đoạn giờ này là đang lọc lừa, đang suy cử đồng đạo để chúng ta bắt đầu tiến hành cái nhiệm kỳ mới để đại hội đại biểu ở cơ sở đến toàn đạo để chúng ta có nhiệm kỳ mới. Mà nếu như giờ này mình không cảm nhận được lời Đức Thầy trong tư tưởng của mình, bây giờ mình muốn, mình bản thân mình thì cũng không tài ba lắm, nhưng mà vì bản ngã mình cho mình là giỏi, cho nên mình rất là muốn nhiệm kỳ này mình sẽ làm trưởng ban trị sự của một xã nào đó. Như vậy thì cái tư tưởng đó, dầu rằng nó phụng sự cho đạo,
Nhưng mà cách phụng sự như vậy thì nó thuộc về tà. Thuộc về tà. Dầu rằng mình muốn phụng sự cho đạo, nhưng mà rõ ràng ngoài cái việc ý mình muốn phụng sự cho đạo, trong đó nó có mâu thuẫn vấn đề về danh dự, về quyền hạn. Còn nếu như thế này, tập thể đồng đạo trong xã phường đó thấy mình là người đủ tài đủ đức rồi, tôn xưng mình lên làm trưởng ban, thì cái điều đó nó lại là chánh. Cũng hai hình thức khác nhau, nó là chánh. Cho nên chúng tôi muốn phanh phui như vậy để thấy rõ rằng chúng ta phải nhắc nhở với nhau. Bởi vì trong hội trường này có rất nhiều vị là thành viên các ban trị sự, trưởng ban, phó ban, thư ký, trị sự viên rất đông. Cho nên ở đây chúng tôi cũng muốn nói do cho quý vị, và cũng nói luôn cho tôi cũng vậy luôn. Nếu như bản thân của tôi mà muốn quyền cao chức trọng gì đó về cái được cái danh dự cá nhân thì tôi cũng là tà thôi, giống như quý vị thôi, không có gì khác cả. Cho nên chúng ta phải nhận định như vậy. Còn vấn đề quyền cao chức trọng ngoài xã hội không dính mình. Cái mà nhạy cảm nhất để chúng ta bàn là ở ngay trong cái nền đại đạo, trong hệ thống chúng ta ngay giờ này. Nhưng mà lợi danh quyền tước, cái vấn đề này đôi khi chúng ta không có phước. Cái điều đau khổ nhất mà thầy dạy là ở cái chỗ gọi là nghĩa vợ tình chồng. Chính vì cái chỗ này mà nhiều đồng đạo chúng ta phải đắn đo từ trước đến giờ. Như vậy thì cái từ nghĩa vợ tình chồng, tức là cái sự chung sống với nhau trong cái tình chồng vợ. Như vậy thì có người đặt vấn đề chúng tôi, vậy thì mình có chồng có vợ, vậy là mình là rơi vào tà hết rồi. Bản thân tôi cũng vậy, cũng là những người có gia đình như quý vị thôi, cũng có vợ có con như quý vị thôi. Vậy thì chúng ta là tà hết rồi sao? Nếu như mình nói như vậy thì Đức Thầy ra đời dạy đạo đắc đạo được mấy người nè. Nếu nói như vậy mấy ông không có chồng có vợ, mấy ông là chánh hay sao? Chưa chắc. Chưa chắc. Bởi vì ở đây đang nói về cái hệ tư tưởng nghe. Có những vị đồng đạo chúng ta là những người độc thân, không có chồng có vợ, nhưng mà chưa chắc là chắc, chưa chắc là chánh. Tại sao mà chúng tôi dám nói chưa chắc? Bởi vì mặt bên ngoài về tướng họ không có chồng có vợ, nhưng mà trong tâm của họ chúng ta đâu có lường được họ có nghĩ cái chuyện nghĩa vợ tình chồng hay không. Cái từ nghĩa vợ tình chồng là thầy nói cái tiếng lóng, tất cả chúng ta đều hiểu rồi, tất cả chúng ta đều tiếng này là tiếng lóng, phải nói rõ như vậy. Vì vậy cho nên đây là muốn nói về cái phần nội tâm. Ngoài cái việc xác thịt ra thì cái phần này là cái phần nội tâm. Như vậy thì cái phần nội tâm này thế nào gọi là tà? Nếu mà muốn về tà thì phải cộng thêm cái tư tưởng rù quến, tâm trí mãi mãi quay cuồng vào những sự ấy, không thể nào thoát ly ra được, thì cái đó mới ấy là phần tà. Như vậy thì chúng ta làm một cái bài toán cộng. Nghĩa vợ tình chồng, tức là cộng thêm cái tư tưởng rù quến, tâm trí mãi mãi quay cuồng vào những sự ấy. Những sự ấy đó là nghĩa vợ tình chồng mà tiếng lóng tôi nói hồi nãy. Thì nếu như hai cái này cộng chung với nhau, nó sẽ bằng là cái chữ tà. Còn nếu như nghĩa vợ tình chồng mà chúng ta không cộng cái tư tưởng rù quến, tâm trí mãi mãi vào những sự ấy, thì cái kết quả của cái bài toán này nó lại là khác. Phải không quý vị? Nó lại là khác. Vì vậy cho nên Đức Thầy, lời Đức Thầy dạy có ngần có ngữ lắm. Chúng ta đừng có đọc một đoạn, hiểu một đoạn, bỏ một đoạn rồi mình lại áp đặt. Mình cho rằng tôi là cái người không có vợ có chồng, tôi là chánh nè, anh là người có vợ có chồng, anh là tà, thầy dạy vậy đó. Thì nói vậy nó quan cho thầy nữa rồi. Phải không quý vị? Như vậy thì giờ này chúng ta phải nhìn nhận nhau rằng tôi là người có gia đình, mà nếu như tâm trí tôi cứ ham muốn cái việc ấy, tôi cứ mong cầu việc ấy, tôi tìm những món ăn, đồ bổ cho tôi để tôi nghĩ việc ấy trong cuộc đời của tôi, thì đó tôi là tà, là quá đúng, là tà nặng luôn á. Tà này tà giống như là Chủ Dương, tà này tà giống như là Lê Ngoại Triều của đời nhà Lê của Việt Nam chúng ta vậy. Còn nếu như hôm nay tôi là cái người có vợ chồng, nhưng mà tư tưởng của tôi đâu có phải quay cuồng việc ấy đâu. Tư tưởng của tôi đôi khi cũng có việc ấy. Ở đây chúng ta phải nói một cách tế nhị với nhau. Đôi khi cũng có việc ấy, nhưng mà trong một ngày, một đêm, 24 tiếng đồng hồ, tư tưởng của tôi nghĩ đến việc ấy đôi khi chỉ có 1-2 phút, một vài giây thôi. Vậy thì thời gian còn lại tôi nghĩ việc đạo, thời gian còn lại tôi nghĩ việc nghiên cứu với Đức Thầy để làm nhiệm vụ của mình, thời gian còn lại tôi nghĩ cho việc làm ăn của tôi, thời gian còn lại tôi nghĩ cho cái việc đền trả tứ đại trọng ân, như vậy thì tôi chưa phải là tà. Nói như vậy không phải mình binh vực cái phe mình nghe quý vị. Phải không? Phải nói thẳng với nhau nghe. Ở đây nói thẳng với nhau nghe vậy.
không phải nói như vậy để mình binh vực cái phe mình, mà cái phe mình là phe ai? Phe mình là phe của thầy, phải không quý vị? Chúng ta phải nhận định bởi thầy khẳng định rằng toàn thể trong đạo chúng ta là hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy mà. Nếu như thầy không chấp nhận cái việc vợ chồng vậy, thầy dạy cái bài hôn lễ làm chi vậy? Phải không quý vị? Thầy dạy cái bài hôn lễ làm chi vậy? Thầy chấp nhận việc vợ chồng cho nên thầy mới dạy cái vấn đề là con cái đối với cha mẹ đối với con cái rất là rõ ràng như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta phải đính chính lại vấn đề này. Nghĩa vợ tình chồng không phải là tà, nhưng mà nếu chúng ta cộng thêm cái tư tưởng rù quến những sự ấy thì mới bằng chữ tà. Cho nên thôi bây giờ, giờ này quý đồng đạo chúng ta đã ném trải rồi. Nếu như hôm nay ta là người tu, ta phải biết tiết chế, ta phải biết dừng, và ta phải giảm thiểu những tư tưởng tà. Bởi vì tà với chánh tất cả chúng ta đều hiểu hết rồi. Nếu như chúng ta giảm thiểu càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó, càng tốt chừng đó, chứ không có gì gọi là tà cả. Bởi vì ở đây có thể mình đem ra bàn một cái bài toán, một cái bài toán gọi là bù trừ, thì cái quan trọng nhất là dụng lòng, chứ không phải thấy cái tướng vị ngon lành mà chứ chắc vậy. Rồi đồng thời tôi là cái người không có vợ. Hồi đó giờ mười mấy hai chục năm nay tôi ở vậy tôi tu, chưa chắc thì tôi chánh. Tại sao vậy? Bởi vì cái dục vọng là cái này là cái sinh lý, nó do một cái cơ quan hóc môn con người nó sinh ra. Đây là sinh lý cần phải có của mỗi con người. Chúng ta nên nhớ đây là sinh lý, chứ không phải là người này có người kia không. Nói chung tất cả con người ai cũng có. Như vậy thì đôi khi tôi không có vợ có chồng, nhưng mà tôi muốn biết việc đó, cho nên tư tưởng của tôi lúc nào cũng nghĩ việc đó hết. Như vậy thì tôi còn tệ hơn cái người đã và đang có vợ có chồng, trong khi tôi là cái người độc thân. Phải không quý vị? Cho nên chúng ta nói cái gì cũng phải nói đi nói lại, chứ không phải là mình nói rằng ừ tôi là cái người không có gia đình. Giống những số đồng đạo ngồi đây cũng có một số người chưa có gia đình. Tôi nghĩ tôi ngon chưa chắc là ngon đâu. Cái chuyện mà được hay không là phải hỏi ở chính tư tưởng của mình, thì đó mới là cái điều chính yếu nhất trong cuộc đời tu của chúng ta. Còn cái tướng bên ngoài nó chỉ là tương đối mà thôi. Đôi khi thấy mình là cái người bận rộn từ việc gia đình đồng áng đến việc đạo sự, nhưng mà đôi khi ta đồng ta bận rộn với tướng mà tâm ta vẫn thản nhiên thì sao? Rồi có những người thấy cái cảnh rất là nhàn nhã sung sướng, nhưng mà không ngờ tâm cái người này quá bận rộn rồi. Cho nên cái mà muốn nói ở đây là đi sâu về nội tâm. Bởi cái này chúng ta đang bàn là về chánh tư duy đó, thì đó là chúng tôi cũng xin đưa ra một số hiện trạng để chúng ta luận lại vấn đề này. Và yếu tố để đạt được về tư tưởng chân chánh thì Đức Thầy dạy, phần chánh dạy rằng tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh, giữ tư tưởng cái thanh cao, trí ráng tìm cái chân lý. Cái chân lý là cái đạo của mình đối với nhân loại, của mình đối với trời Phật, của mình đối với mình. Vì vậy cho nên Đức Thầy dạy hãy đặt tư tưởng mình vào trong công cuộc của giấc quần sanh. Và đối với trời Phật thì Thầy dạy phải cầu nguyện cho Phật trời ban bố phước lành cho nhân chủng. Rồi đối với mình thì Thầy dạy phải lạc đạo an mần, xả thân tu tỉnh. Thì đó là các yếu tố mà Đức Thầy dạy chúng ta để hành có được chánh tư duy. Nhưng mà các yếu tố này thì Đức Thầy dùng những từ ngữ rất là dài, cho nên nếu mà chúng ta bàn chi tiết á, thì tôi tin chắc rằng thời gian không đủ, phải nói rõ vậy. Thường thường cái đoạn án giác này mà chúng tôi bàn trên dưới nửa tiếng đồng hồ đó, chúng ta mới làm xong cái ý mà Đức Thầy đã dạy. Tuy vậy tự trung lại, thì khi chúng ta xem như vậy thì mình thấy rõ rằng giờ này muốn thoát được tà tư duy thì tư tưởng của mình phải có định hướng. Phải có định hướng, mình phải tự lập một cái định hướng cái tư tưởng mình. Hồi đó đến giờ tôi chưa tu, tôi còn hướng đến việc danh lợi, hướng đến việc làm đẹp cho vợ tôi, làm đẹp cho tôi, hướng cái việc cho nhà cao cửa rộng gì đó. Nhưng giờ này tôi tu rồi thì tôi phải có hướng khác. Tư tưởng lúc bây giờ tôi không còn hướng cho tôi nữa, mà tôi hướng về nhân loại chúng sinh. Và tôi phải xem cái khổ của tất cả là cái khổ của tôi, và tôi phải hướng về trời Phật để cầu nguyện các đấng bề trên. Và quan trọng là lúc này tôi hướng về tôi, sao cũng được hết. Tôi sống sao cũng được hết, không có cần phải chạy theo danh lợi. Thì chúng ta sẽ giảm thiểu được những cái tư tưởng tà dại. Tóm gọn lại, thế là Đức Thầy dạy. Và đồng thời một cái điều quan trọng hơn nữa để đạt được chánh tư duy, mà trong quyển Giác Mê Tâm Kệ Đức Thầy đã dạy: chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ,
trên cùng dưới giàu thầy hay tớ cũng tưởng đều chung chánh mấy màu. Việc vui sai mèo mã đâu đâu hãy dẹp gác nhớ câu lục tự mà Đức Thầy đã dạy. Như vậy thì giờ này tà chính gì ta biết hết. Đức Thầy dạy hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Vậy thì mỗi đồng đạo chúng ta tư duy lại, cái điều gì chân chánh thì chúng ta nên tưởng nhớ, còn cái điều gì không chân chánh chúng ta đừng tưởng nhớ nhé. Thấy không quý vị? Nói vậy chúng ta hiểu rồi. Cái gì không chân chánh tà dạy đừng tưởng nhớ. Bởi cái tâm mình thì ma hay là Phật đều do nó cả. Chúng ta muốn xuống địa ngục hay muốn lên thiên đàng là do mình chọn đấy. Vì vậy cho Đức Thầy đưa ra một cái bài pháp này để dạy chúng ta rằng mình phải lọc lừa. Nên tưởng nhớ những điều đáng nhớ, chứ điều không đáng nhớ đừng nên nhớ. Cũng biết, cũng thấy, cũng nghe, cũng có tiếng gọi thổn thức trong tim. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng tiếng gọi này phải cắt liền. Chứ đừng có để tiếng gọi này nó dài dẳng, tiếng đồng hồ này qua tiếng đồng hồ nọ, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, cái điều tà mà chúng ta cứ nhớ hoài, điều chánh chúng ta lại quên. Thì xin thưa rằng đó là tự mình hại mình. Và một cái phương pháp sau cùng để chúng ta lưu lại cái niệm chánh đó thì Đức Thầy dạy cái phương pháp niệm Phật. Một điều ngạc nhiên nhất trong triết học Phật giáo khi nói về chánh tư duy mà hôm nay Đức Quỳnh Giáo Chủ lại lồng ghép phương pháp niệm Phật trong này. Cái điều này là một cái điều gần như nếu nói đạo Phật là một cái điều hết sức lạ. Bởi vì chánh tư duy nó thuộc về thiền, đâu có vấn đề gì niệm Phật đâu. Nhưng mà Đức Thầy biết được căn cơ trình độ của tôi và quý vị mà giờ này mà hành pháp thiền mà đạt được trí tuệ trong tư tưởng chân chánh rất khó. Rất khó bởi vì cái điều mà đau đớn nhất trong lòng chúng ta, trong tư tưởng chúng ta, mình biết cái điều đó điều tà đó mà chúng ta quên không được. Điều này đồng đạo cảm nhận với tôi, cái điều mà độc đáo nhất, cái điều mà chúng ta khổ sở nhất là mình biết cái đó là tà mà bỏ không được, quên không được. Phải nói rõ vậy, quên không được, nó cứ nhớ hoài nó thổn thức hoài thì cái đó mới là cái điều khổ trong đời của mình đó vậy. Cho nên thôi thì hôm nay chúng ta để đạt được cái tư tưởng chân chánh thì mỗi đồng đạo phải khắc ghi lời Đức Thầy. Chúng ta phải niệm Phật. Tâm chúng ta mà có Nam Mô với Đà Phật rồi thì tôi tin chắc rằng cái gì nó cũng ra hết trơn. Quý đồng đạo nhớ không, lúc mà Đường Huyền Trang mà gặp nạn rằng niệm Nam Mô Đà Phật thì không có con quỷ con ma nào dám lại gần hết trơn. Phải nói rõ vậy. Mỗi chuyện này dụng sự đạt lý đâu, phải nói rõ. Cho nên khi niệm Phật là Tôn Ngộ Không tới, Tôn Ngộ Không là dụ cho trí tuệ. Vì vậy cho nên chỉ có Nam Mô Di Đà Phật thôi. Chỉ có lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Khi mà mình không kiểm soát được lòng mình lúc bây giờ nó miên man, nó nghĩ tà, thì lúc bây giờ chúng ta bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tôi tin chắc rằng những cái gì đó tà vậy nó đều bay mất. Trên thế gian này nếu nói điều tà nó muôn ngàn cái điều tà, nhưng mà cái điều tà chúng ta đáng sợ nhất đó là cái lòng ái dục, cái lòng ham muốn của mỗi cá nhân khi đối với người khác phái, thì cái đó mới là cái điều chúng ta đáng sợ nhất của cái tà tư duy. Như vậy thì đồng đạo chúng ta để đạt được chánh tư duy thì ngay giờ này mình vừa niệm Phật để mình gửi gắm cái thân xác này về ao sen thất bảo, mình vừa niệm Phật để được cái sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà, và đồng thời mình vừa niệm Phật để tư tưởng của mình được chân chánh, mình vừa niệm Phật đã đạt được trí tuệ. Cho nên phương pháp niệm Phật nó rất nhiều cái lợi lạc, nói không hết. Có thể nói rằng chỉ có Nam Mô Di Đà Phật là cứu tinh, một vị cứu tinh, một cái phương pháp tu hành đắc lực và đạt kết quả cao nhất trong vạn pháp để giúp cho chúng ta có được tất cả, trong đó có luôn cả chánh tư duy theo lời Đức Thầy đã dạy. Và đến cái chánh thứ ba là chánh nghiệp. Kính thưa quý vị, như vậy thì chánh nghiệp này nó liên đới đến cái nghề nghiệp, những cái trong cái cuộc sống sinh nhai của mỗi đồng đạo chúng ta. Vì vậy cho nên Đức Thầy định nghĩa rằng chánh nghiệp là việc làm ngay thẳng, chánh đáng. Như vậy thì trên xã hội này tất cả các việc làm không ngay thẳng, không chánh đáng thì đó gọi là tà nghiệp. Và đồng thời khi nói về chánh nghiệp thì Đức Thầy đã loại trừ những người xuất gia, những người sống cảnh già lam. Kính thưa đồng đạo, đối với những kẻ xuất gia đạo Phật, những lúc tham thiền, những khi trì tụng kinh hành, những khi đọc kinh viết sách, những lúc làm công quả cho nhà thiền thì chẳng có tạo việc gì nên ác nghiệp cả.
Nhưng đối với kẻ tại gia cư sĩ thì cần phải còn phải lo kế sinh nhai, kẻ buôn tả bán thần, người việc này việc nọ, tóm lại cũng tại vì xác thân mà ra cả. Vì vậy cho nên hôm nay cái chánh nghiệp này nói chung là địa chỉ dạy cho những người cư sĩ tại gia. Còn người xuất gia thì gần với người này không có phạm vào nghiệp ác rồi. Phải nói rõ, họ không phạm nghiệp ác là bởi vì họ nương vào chùa chiền cảnh già lam, mọi thứ của họ là đều do đàn na thí chủ cúng dường, họ đâu có còn phải làm lụng cái gì đâu mà phải phạm vào ác. Cho nên ngay giờ này, bởi vì chúng ta là người tại gia, còn cảnh gia đình, còn phải giao tiếp xã hội, còn phải cuộc sống sinh nhai, cho nên chính vì vậy mình phải có một cái sự lọc lừa. Do đó ở đây thì Đức Thầy chỉ tóm gọn một số ý thôi. Đức Thầy đưa ra một số hành trạng, những cái nghề nghiệp bất chánh. Nào là bỏ những sự bất chánh như lường cân tráo đấu, buôn lậu đầu cơ cho vai cắt cổ, Đức Thầy còn chấm thêm ba chấm. Hay hoặc là ở đoạn khác trong bài những điều phải chánh hẳn thì Thầy dạy bỏ hết những sự bất chánh như lường cân tráo đấu, rồi buôn lậu, rồi đầu cơ cho vai cắt cổ. Tức là nó cũng tương đối như cái đoạn này, nhưng mà có thêm bớt với nhau vài từ, có thêm bớt thêm vài từ. Như vậy thì cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải có nhận định. Khi mình có chánh kiến, khi có chánh tư duy rồi, thì ngay giờ này người tu chúng ta đó, khi chưa tu thì sao cũng được, nhưng hôm nay khi tu rồi thì mình phải biết chọn lựa cái nghề nghiệp. Cho nên thường thường cái người tu chúng ta nghèo quá vậy. Người tu chúng ta nghèo, nghèo là vậy đó. Bởi vì người tu không thể nào làm những cái việc hại người, người tu không thể nào làm việc bất chánh. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta phải cam lấy cái phận nghèo hơn cái người đời. Nghèo nhưng mà phải nói rõ, sạch, rách nhưng mà thơm, theo ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta vậy. Vì vậy cho nên ngay giờ này quý vị khi đọc qua lời Đức Thầy thì mỗi đồng đạo chúng ta đã có nhận thức rồi. Thôi thì tất cả cũng vì chán cơm manh áo. Hôm nay giàu có giàu thêm một chút, có nhiều tiền thêm một chút, mà cái nghề này nó gây tai hại cho người khác thì chúng ta đừng nên làm. Đừng nên làm. Bởi lẽ gì khi đến đây là mình đã hiểu luật nhân quả rất là rành. Hôm nay mình làm cái nghề này nó lời thêm một chút ỉnh tiền nữa, nhưng mà cái nghiệp quả thì nó phải nói rõ là không thể nào tưởng tượng nổi. Thí dụ bây giờ tôi giả sử như trong gia đình chúng ta, mình đang bán một tiệm tạp hóa, một năm như vậy, nhân cái mùa Tết này nè, mà chúng ta thu lại nhận lại từ bán bia đó thì rất là nhiều tiền, không ít lắm đâu. Theo tôi được biết các cái chỗ mà tập quá thì một năm như vậy đó, cái lượng bia mà xã hội, tức là người dân tiêu thụ rất là nhiều, cho nên họ thu lại một lợi nhuận rất là lớn. Vậy cho nên cũng có một số đồng đạo chúng ta mà khi giác ngộ tu rồi đó, rất là ngại vấn đề này, rất là ngại. Nếu như mà bây giờ bán tập quá mà không bán bia thì nó mất đi lợi nhuận, mà nếu như mà bán bia thì phạm vào chánh nghiệp. Thì cũng có một số vị rất đắn đo hỏi tôi, thì tôi mới trả lời rằng một là tiền, hai là nghiệp. Bây giờ mình chọn cái nào? Một bên là tiền. Giả sử bây giờ sau cái Tết này, cái tiền bán bia đó, nào là Heineken, nào là Sài Gòn, nào là Bamba gì đó chẳng hạn, nó nhiều hãng, phải một hãng. Số tiền tôi cho lời đến 50 triệu đồng. 50 triệu đồng. Để một cọc tiền 50 triệu đồng. Rồi bên đây chúng ta để một đống nghiệp. Rồi bây giờ người tu chọn cái nào? Tiền thì chưa chắc gì chúng ta giữ được lâu, mà nghiệp thì nó đeo chúng ta hết kiếp này sang kiếp khác. Như vậy thì khi chúng ta định hình được như vậy, khi mà tôi trả lời được như vậy thì tôi không nói nữa. Giờ đồng đạo thử suy nghĩ coi, một bên là tiền, một bên là nghiệp, mà chọn cái nào đây? Phải không? Giả sử bây giờ mình chọn tiền, nhưng mà 50 triệu đồng này chúng ta xài được mấy bữa? Mua sắm được cái gì? Được cái gì đây? Đó, rồi nó giúp cho mình được cái gì đây? Bổ dưỡng gì đây? Mà chưa chắc mình nên mình xài, mình chia luôn trong nhà, vợ con rồi anh em, đôi khi bè bạn mình xài chung với mình nữa. Trong khi đó một đống nghiệp này một mình nên mình gánh. Rồi giờ sao đây? Thì khi tôi lý giải như vậy, đồng đạo mừng lắm, đồng đạo cảm ơn, thôi vậy là biết rồi, hiểu rồi, thôi nghĩ, nghe hiểu rồi. Chứ bây giờ mình kêu người ta nghĩ, nó không nghĩ sao ta nghĩ được, phải không quý vị? Hay hoặc là bây giờ một cái quán cà phê, từ xưa đến giờ mà quán cà phê mà không bán thuốc lá là quán cà phê này bán ế nha. Bởi vì cà phê phải có bán thuốc lá. Người ta uống cà phê hỏi chị ơi cho tôi hai điếu thuốc rồi chị. Hồi đó tôi nhớ hồi xưa tôi còn hút thuốc đó. Kêu hai điếu thuốc, hồi đó đâu có tiền nhiều đâu, mua một gói vậy. Hai điếu hoặc là nó chẳng tiền á. Hồi đó tôi nhớ vậy. Nói thôi không có thuốc anh ơi, thấy quán này không ghé nữa rồi đó.
Bởi vì ngồi để uống cà phê không có thuốc hút sao được. Cho nên thường thường các cái quán nó đều có bán thuốc lá. Như vậy bán cà phê nó là chánh nghiệp, mà có kèm thuốc lá vô nó là tà nghiệp. Bởi vì nó gây cho con người nghiện ngập. Rồi như vậy mình phải làm sao đấy? Cho nên đó là những cái bài toán nan giải đó. Cho nên nếu như mà không có chánh kiến mà chúng ta thiếu đi cái sự tính toán mà cân nhắc thì coi chừng chúng ta vẫn còn phạm. Rồi bên cạnh đó hiện giờ cũng có một số đồng đạo chúng ta tu hành, nhưng mà đồng đạo nói tu làm gì? Từ xưa đến bây giờ gia đình tôi sống bằng cái nghề nấu rượu không à. Thật chất ra tôi không lường gạt ai trơn đó chú ơi. Tôi là không có pha chế nữa. Người ta pha ba cái thuốc rầy, thuốc gì đó tôi không có. Tôi nấu rượu gạo là chắc ăn là rượu gạo, không pha gì hết trơn á. Phải nói rõ là làm rất là chín chắn. Mà giờ này rồi nghe chú nói chánh nghiệp bây giờ à, tức là vấn đề rượu này, buôn rượu này, chẳng những là buôn bán mà giờ này là phải nói rõ là cái người sản xuất ra rượu nó rồi là sao đây. Tôi nói bây giờ chỉ có cách là nghỉ thôi chứ làm sao giờ. Rồi bây giờ nếu nghỉ vậy rồi bây giờ cuộc sống sinh nhai phải như thế nào? Thì vấn đề này là một vấn đề càng nan giải hơn nữa. Nó khó nghe quý vị, nó khó, rất là khó. Như vậy thì bây giờ chỉ có cách bây giờ thôi. Cái quan trọng là mình ý thức, mình biết được cái việc làm mình hiện tại nó là tà nghiệp. Thì mình hàng ngày mình phải có một cái hướng tư tưởng, mình phải hướng về chánh nghiệp. Để nhờ ơn trên, nhờ củ quyền thác tổ ông bà hộ trì cho mình có một số tiền nào đó. Rồi có thể chúng ta chuyển đổi nghề nghiệp, thà nghề một chút, mà chúng ta lại làm cái việc chân chánh, làm việc chân chánh. Cho nên đó cũng là những vấn đề mà chúng ta phải nói hết sức là khó trong đời tu của mình. Hay hoặc là những cái người hiện giờ đang làm cái nghề thủy sản. Mà đồng đạo ơi, đôi khi trong ban trị sự chúng ta cũng có những nhà mạnh thường quân là chuyên gia làm nghề thủy sản rồi sao đây? Người ta đóng góp cho ban trị sự một lần là mấy chục triệu không à. Ta nghe ban trị sự mới mua đất các nhà ta cho 2 tỷ rồi giờ phải làm sao đây? Lấy không ta? Giờ quý vị lấy không? Ông trưởng ban Châu Phú Bê lấy không? Trong khi đó thầy dạy chúng ta không cho chúng ta ghé ăn cơm ba nhà. Rồi bây giờ sao đây? Cái điều này quý vị xử giùm tôi coi. Ăn cơm mà thầy còn không cho, bây giờ ta đưa mình 2 tỷ kêu anh ơi mua đất đi các ban trị sự rồi giờ sao đây lấy không? Quý vị ơi khó lắm nghe quý vị. Rất là khó, rất là khó. Nhưng mà theo chúng tôi được biết ngày giờ này đó, các nhà mạnh thường quân là rất đông, nhưng mà trong đó cũng có rất nhiều người làm cái nghề thủy sản, nghề nuôi cá. Bởi vì thường thường cái nghề này là toàn là dân đại gia không à, chứ người nghèo ai có tiền đâu nuôi cá. Cho nên những người này người ta cũng biết cái nghề, người ta nghề hạ bạc. Vì vậy cho nên người ta làm từ thiện mạnh lắm. Để làm chi ạ? Để người ta kiếm mở công đức. Mà công đức thu lại từ cái nghề hạ bạc thì như thế nào? Nó có công đức chăng? Có công đức chăng? Cho nên cái điều này mình phải nghĩ lại nữa đó. Kính thưa quý vị, tôi chỉ đóng ở đây thôi. Còn cái việc suy nghĩ nhận hay không là tùy quý ban kỹ sự nha. À, cho thật ra là điều này nó khó à, rất là khó. Rất là khó, bởi vì cái đồng tiền này đồng tiền trong tà nghiệp mà chúng ta lại xây dựng ban trị sự đó như thế nào đây? Như thế nào đây? Thì thôi bây giờ mình chỉ nói vậy thôi để đồng đạo suy nghĩ, nó không hết. Thì đó là chúng tôi chỉ đưa ra những cái yếu tố mà những cái nghề nghiệp căn bản. Rồi bên cạnh những nghề nghiệp căn bản đó thì nãy giờ thì mình có thể thông cảm được. Bởi những nghề đó là thiệt là tà đâu. Giống như mà những cái nghề đó là à, buôn lậu rồi đầu cơ rồi cho giấy cắt cổ thì điều đó chúng ta hiểu đó là tà. Rồi đồng thời trong xã hội ngày giờ này vẫn tồn tại những cái tà nó lồng ghép trong cái chánh. Rồi sau đây những cái tà lồng ghép trong cái chánh, cái này mới là cái đau đớn nhất của đồng đạo mình. Mà Đức Thầy đã dạy câu chánh nghiệp cũng là quá bự, không có nhỏ nghe. Nói cái việc 2 tỷ nãy giờ nói là bự rồi đó, nói ra thấy bự phải nhỏ, phải suy nghĩ. Câu chánh nghiệp cũng là quá bự, dầu việc chi làm việc cái đường, ta đừng nên theo kẻ bắt lương học ngón xảo để lừa đồng loại. Như vậy thì cái ngón xảo này là nó rơi vào ở cái chỗ là mánh khóe giang hùng điêu ngoa xảo trá. Những cái nghề nghiệp coi nó là chân chánh nhưng mà trong đó nó lại có cái chữ tà. Quý vị ơi, kể vậy nghe một chuyện rất vui mới đây thôi. Tôi nhớ không lầm là ngày 27, 28 Tết gì đó. Có một đồng đạo ở xa lắm, ở mấy tỉnh dưới lắm. À, nghe một số đồng đạo đến thăm tôi, cho nên cũng hoan hỷ và gửi cho tôi một cái bọc cam, mà cam đường. Bọc cam đường rất ngon. Thì chuyển tay với đồng đạo đó tới đến trưa trưa đem đến nhà tôi rồi. Thì cũng nói là đồng đạo nó gửi cho tôi.
gửi xong bọc cam đường rồi thì chiều chiều một chút nhắn tin cho tôi, nói Chí Tâm ơi chị quên nữa. Bọc cam đó là sáng này mới vừa xịt thuốc, chị hái cho Chí Tâm liền, như vậy thì nếu có ăn nhớ rửa cho sạch. Rồi như vậy là quý vị xử cho tôi giờ sao đây? Mới xịt thuốc vào sáng nay đó mà, ý là cho tôi đó mà, còn hái cho liền như vậy, huống hồ chứ đem bán ngoài chợ rồi sao đây? Tôi nói vậy là tôi nhắn tin trả lời, tôi nói vậy là giết tôi, cho tôi gì đâu, tôi nói vui vậy đó. Rồi cái người này xin lỗi. Mà thật chất ra là cái bọc cam đó nó vẫn còn y trong bọc, tôi chưa mở ra xem. Bởi bận rộn quá bỏ thí đó thôi, thì nhận một tin nhắn điện thoại vậy tôi rất là vui. Thì đó là thực tế cũng muốn kể đây cho tất cả đồng đạo. Như vậy thì cái nghề trồng trọt của chúng ta, nghề nông nghiệp chúng ta, nó là tà chánh, nó không phải là tà. Nhưng mà trong cái chánh đó nó lòi ra những cái mánh khóe, những cái sự tà quấy ở trong đó. Kính thưa đồng đạo, thì quý vị biết đó, cái người làm lúa, mình đáng lẽ mình nói làm ruộng là chân chánh, nhưng mà chân chánh đối với những người thật. Rồi bên cạnh đó nó cũng có những cái nó phi chân chánh nữa, nó cũng có những cái nó mang tính chất, phải nói rõ là gần như là muốn cho mình được trúng giá, muốn cho mình được là đặng hạt, được nhiều ký, cho nên họ sẵn sàng dùng chất hóa học, luôn cả những cái chất mà nhà nước người ta cấm. Tôi nhớ ngày xưa có loại thiêu đăng, hồi đó tôi cũng làm ruộng tôi biết nghe gì, loại nó độc lắm, muốn mua thuốc này nó khó lắm, phải là, tức là nói chung là thuốc lạng thuốc chui đó. Nhưng mà đặc biệt thì thuốc này thì nó lại có tác dụng cao đối với sâu đầy, và đặc biệt là đối với mấy con chuột á. Cho nên mình nhớ lại rồi, cuộc đời của mình ác lắm, mình nói làm ruộng từ mà thiện, ở đâu mà thiện. Ai coi chuột ăn lúa mình, lúc bây giờ mình có mồi ngon thuốc nó chết thì không đến nổi. Đằng này mình dùng thiêu đăng, cái mình pha với dầu diesel mình đó, cái đầu mình pha trộn, mình đợi mà chảy nước vô, cái mình tát ngay cái miệng nước, đầu nó chảy hết trơn cái ruộng mình đó. Cái trong khi đó con chuột bước chân vô, con chuột chết, con nhái bước chân, con nhái chết, con cóc chết, rồi con cá chết, tất cả các loài, các cái loài thiên địch nó đều chết hết trơn. Vậy thì này chánh hay tà? Chánh hay tà? Vì vậy cho nên cái người làm ruộng mà nếu như mà có suy nghĩ đó thì mới chánh nha, còn cái người mà vô tâm rồi thì vẫn tà thôi, vẫn tà thôi. Rồi chưa nói đến ngã giá bán cho người ta rồi 5.000 đồng một ký rồi, đáng lẽ ra hứa người ta tới ngày 30 đó lúa mình mới đúng là 100 ngày, đúng ngày đúng tháng theo cái giống này để người ta đến người ta gặt. Nhưng không ngờ thị trường bây giờ lên 5.500, lúc bây giờ trong lòng mình nó xốn sang, tức thiệt á, quá tức à, quá tức. Cho nên bây giờ mới hối thôi, bây giờ thương lái đến căng lẹ nha, đến cắt lẹ nha, cắt sớm 2-3 ngày đi, nếu mà để trễ là tôi bán người ta đó. Thì lúc bây giờ người ta bóp bụng, người ta đến người ta gặt sớm một chút, dù rằng người ta chịu cái sản lượng nó thấp, người ta hơi thất thu người ta cũng chấp nhận, chứ nếu để trễ mình bán người khác sao. Rồi bên cạnh đó nó cũng có một số trái chiều lại. Mình làm thương lái mình đi mua lúa, nếu như mà lúa lên á thì không có bao giờ mình cho thêm người ta, mà khi mà lúa sụt á thì lúc bây giờ mình bắt đầu kiếm chuyện à. Lúa người ta gặt xong đem bờ kinh để đó, mình không có cân, mình hẹn ngày mai ngày mốt, mình nói thôi bây giờ anh bớt cho tôi 1 ký 100 đồng đi, lúa bây giờ nó sụt quá lỗ anh ơi, nếu anh bớt được 100 đồng ký thì tôi cân, mà không để đó ngày mốt bữa kia gì cân, rồi bây giờ sao đây, bớt không. Mà chính cái mùa lúa này hiện giờ đang thu hoạch, người dân chúng ta đang gặp. Rồi chưa nói đến là những cái công ty họ hợp đồng mẫu với mình, họ đã mua lúa mình với một cái giá cố định, họ nói là họ sẽ đặt cọc cho mình một công đất 500 ngàn, họ nghĩ, họ nói rằng đến cuối mùa họ sẽ bao tiêu thu hoạch hết. Nhưng mà thị trường bây giờ lúa rẻ, họ nói, họ thông báo là họ bỏ rồi đó, 500 ngàn họ bỏ luôn đó, mình coi bán ai bán đi. Cái đó là tôi nói công ty chứ tôi không nói đến cá nhân của các thương lái. Rồi bây giờ sao đây? Cho nên cái đó phải là các mánh khóe giang hùng không, phải là tà không? Trong cái chân chánh nó có cái tà. Rồi chúng ta chưa nói đến những cái việc buôn bán ở ngoài chợ, cái chuyện lường cân tráo đấu thì mình hiểu rồi. Nhưng mà đôi khi những cái việc, những cái trái cây mà nó còn ở trên cây mà chúng ta phun xịt không nói làm chi. Đằng này những cái trái cây bẻ rồi đem ra chợ bán rồi mà còn tẩm thuốc vô nó cho nó tươi nữa quý vị. Cho nên giờ này vì không tin tôi, vì hỏi mấy người bán trái cây ngoài chợ, cái họ ít ở dám ăn trái cây lắm. Bởi vì chính họ là cái người đầu độc thiên hạ, họ đâu dám ăn trái cây đâu. Cho nên gần như chúng ta đang sống ở đây là sống trong cái bãi thuốc độc. Cũng vì cái, gần như là vì cái sự lợi nhuận mà người ta tán tạm lương tâm, người ta không có còn nghĩ đồng loại. Trên Đức Thầy mới dạy như vậy. Thì cái chánh nghiệp này, nó tóm lại hôm nay nếu chúng ta muốn hành chánh nghiệp theo lời Đức Thầy đã dạy thì mọi việc làm, mọi nghề nghiệp phải chân chánh, và cái sự chân chánh đó nó phải luôn luôn mang một tính chất là chân thiệt, trong sạch.
chứ không phải cái nghề chân chánh mà nó lại hoàn toàn chân chánh đâu. Trong đó nó cũng có những cái gì đó, những cái gì đó nó bất chánh. Thí dụ giờ tôi đưa ra trường hợp, chúng ta biết là gái điếm nó là tà chứ gì, thế mà Đức Thầy lại khen nàng kiều vì hiếu bán mình chuộc cha. Như vậy cái nghề này là tà, nhưng mà vì cái nguyên cớ gì cứu cha mình, sẵn sàng vào làm cái nghề tà để có đồng tiền để cứu cha mình, thì đó nó là chánh chứ không phải là tà. Thấy không quý vị? Cho nên trong tà có chánh, trong chánh có tà. Nếu như con người tu mà chúng ta biết sàng lọc yếu tố mình làm thế nào đó, mọi đồng đạo chúng ta phải có lương tâm, làm điều gì đó chúng ta phải quán xét cho kỹ coi có hại người khác không. Nếu có hại chúng ta đừng làm. Mọi việc làm của mình phải vì mục đích chung cho mình và cho thiên hạ. Đừng vì đồng lời mà chúng ta tán tận lương tâm, thì đó là mình rơi vào tà nghiệp. Thì cái nghiệp mà tu thí dụ hồi nãy với giữa 50 triệu và cái nghiệp thì chúng ta kham không nổi đâu. Kham không nổi đâu. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Mỗi hành động, mỗi việc làm của mình nó đều ảnh hưởng đến tương lai một cách hết sức là chính xác, không bao giờ sai biệt. Thì đó là cái phần chánh nghiệp mà chúng tôi muốn nhắc nhở cùng với quý vị theo lời dạy Đức Thầy. Và chúng ta đến cái chánh cuối cùng là chánh tinh tấn. Như vậy thì đây cũng là cái chánh cuối cùng. Vậy thì Đức Thầy định nghĩa là tinh tấn tức là tín ngưỡng chân chánh và tín ngưỡng trong sạch và lướt tới. Vì vậy cho nên tinh tấn ở đây, nếu mà chúng ta hiểu về đơn tự đó, thì tinh tấn là một cái từ, một thuật ngữ trong lục độ vạn hạnh của chư Bồ Tát. Cho nên tinh tấn cũng là một cái phương pháp để tu hành trong Đại Thừa Bồ Tát hạnh. Nó cộng với bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định và trí tuệ thì sẽ bằng Bồ Tát hạnh, là một trong 6 cái chuyến đò để đưa chúng ta được cái quả vị Bồ Tát. Và hôm nay thì trong cái phần chánh tinh tấn mà Đức Thầy dạy, thì Đức Thầy dạy trong cái khuôn khổ của đạo đế của Bát Chánh Đạo, cho nên Đức Thầy không nhắc gì đến Bồ Tát hạnh. Tuy nhiên đây cũng là một cái nền tảng để chúng ta đạt được ở trong tinh tấn Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là tinh tấn Ba La Mật Đa đó, Đáo Mỹ Ngạn đó, tức là tinh tấn được thành quả vị Bồ Tát. Thì đó là chúng tôi cũng nói về cái ý, về từ để cho chúng ta có một suy nghĩ. Bởi vì có nhiều đồng đạo nghĩ rằng Đức Thầy viết sai chính tả, hoặc giả là những cái cuốn giáo lý in nó sai chữ tin này, đáng lẽ là chữ tin tức là chữ tin không có h, nhưng mà đó là sai. Bây giờ đúng ra thì nguyên cái tầm nguyên của chữ tin này, tin có h chứ có cái, tức là chữ tin là trong sạch chứ không phải là tin tưởng. Cho nên chữ tin mà Thầy viết là hoàn toàn đúng, đúng theo thuật ngữ Phật giáo rất là rõ ràng như vậy. Cho nên thì cũng có một số người, mà số người này cũng là người trí thức nha, chứ không phải là cái người mà ít học đâu, có những cái luận điệu cho rằng là thứ nhất là giáo lý in sai, thứ hai là các giáo lý viên chúng tôi định nghĩa từ nó sai. Chữ tin là tin tưởng nhưng không phải như vậy. Chữ tin này là thuật ngữ của đạo Phật. Và ở đây thì Đức Thầy mới đưa ra chánh tinh tấn thì đương nhiên có tà. Như vậy thì cái nguyên nhân mà làm cho con người không đạt được chánh tinh tấn thì Đức Thầy viết một đoạn đầu của phần chánh tinh tấn thì chúng ta hiểu. Đức Thầy nhắc đến cái phái gọi là phái vô thần luận. Thường cho rằng thân xác là con người, thân còn là người còn, thân mắt là 10 người mắt. Không có thánh thần trời Phật, không có quả báo luân hồi, chẳng có tội, có phước, có vía, có hồn. Đời là thân xác con người, sống là tranh đấu mạnh được yếu thua. Thế nên biết bao nhiêu ngón đi qua xảo trá, bao nhiêu tàn bạo ngược ngang đều được đem ra dùng cả thải. Mà Đức Thầy đã viết một đoạn đầu của chánh tinh tấn. Như vậy thì qua đoạn giảng này chúng ta thấy rõ rằng nếu như con người mà không có đức tin về thần quyền, tức là thuộc về vô thần, cái từ vô thần ở đây là cái người không có đức tin về trời Phật, về thần thánh, chứ không phải là phái vô thần là một tôn giáo gì cả. Nhưng mà cái từ Đức Thầy dùng phái vô thần là phái là cái phe, một phe nhóm họ có một cái biện lập riêng của họ. Họ cho rằng thế gian này không có trời Phật, không có quả báo. Họ cho rằng thân họ vậy là trường tồn đó, nếu mà còn là còn, mất là mất, không có thân khác, cũng chẳng có đào thai gì cả, gần như chỉ hiểu ở một cái sự ngắn gọn trong một thân xác con người. Thì Đức Thầy lại cho biết đó là tà tinh tấn. Như vậy thì cái nguyên cớ của tà tinh tấn thì tất cả chúng ta phải hiểu ở một cách tóm tắt. Đó là nếu như hôm nay người nào đối diện với mình mà họ không tin có quả báo luân hồi, không tin có tội phước, không tin có trời Phật, thì họ đang có một cái tư tưởng là tà. Phải nói rõ như vậy.
Còn những yếu tố khác, những người có đức tin thì những cái người đó là thuộc về chánh. Cho nên ở đây trong cái cuộc sống đời tu của mình, đôi khi chúng ta phải gặp nhiều cái trắc trở, nhất là những cái ngày đầu tu hành. Bởi vì quý vị biết xã hội, cộng đồng đâu có hỏi ai cũng có sự tín ngưỡng tôn giáo đâu. Đôi khi người ta đâu có tin tưởng của trời Phật, đó là cái điều đương nhiên của xã hội rồi. Cho nên ngay giờ này khi mình bước vào con đường đạo, mà nếu mình không có một đức tin cho mãnh liệt thì chúng ta dễ bị rắc, dễ bị sa ngã. Vì vậy cho nên một chánh tinh tấn này thầy dạy chúng ta rằng, vì thế một tánh tinh tấn dạy ta phải có một đức tin cho mạnh mẽ. Dầu các thị lực có lớn lao đến mấy, hay có sức mạnh gì bức bách cám dỗ để ta bỏ sự tín ngưỡng Phật trời, những sự ấy chẳng thế mà lôi kéo được. Cho nên chúng ta phải hết sức có đức tin, nhất là những cái luận điệu trong xã hội, nhất là anh chị em ruột thịt, rồi bè bạn, rồi giao tiếp hàng ngày họ có những cái luận điệu, hoặc giả là những ông thầy bà cô này nọ nào đó khác lại đưa ra những cái thông tin thế này thế khác, rồi chúng ta lại nghe theo, rồi bỏ đi cái sự tín ngưỡng cái nền đạo chân chánh của mình, thì các yếu tố đó là những vấn đề rất là phải nói là đau khổ trong đời tu của mình. Cho nên ở chỗ này Đức Thầy dạy chúng ta phải hết sức là tinh tấn, hết sức là tin tưởng. Khi hôm nay tu tới đạo Phật giáo hoàn hảo rồi thì mình phải tin tưởng vào Thầy, tin tưởng vào cái sự nghiệp cứu đời của Đức Thầy, và chúng ta phải tin tưởng rằng trong con đường tu của mình phải đạt được kết quả ở hiện tại, và đặc biệt là kết quả ở tương lai. Cho nên để cộng cái niềm tin đó tuyệt đối thì Đức Thầy mới dạy chúng ta thêm rằng mình phải nhớ đến công lao của Đức Phật, cứu vớt quần sanh, bia tạc vào lòng những điều Phật giáo. Vì vậy cho nên hàng ngày chúng ta đừng có tưởng những điều vu vơ nữa, mà cái quan trọng là mình phải nhớ đến công lao của Đức Phật, phải nhớ đến công lao của Đức Thầy. Chúng ta phải bia tưởng vào lòng, tức là khắc ghi vào lòng những cái điều Phật giáo. Giống như ngay giờ này đồng đạo chúng ta ngồi đây cùng với chúng tôi, chúng ta đang bàn bạc về giáo lý Đức Thầy, thì yếu tố này là yếu tố mà chúng ta đang nhắc lại, đang bia tạc vào lòng những cái điều Phật giáo. Khi chúng tôi nói cũng vậy, khi quý vị nghe cũng vậy, là chúng ta đã khắc ghi những điều Phật giáo. Nó bao gồm rất nhiều vấn đề mà chúng ta bàn luận nãy giờ đó. Cho nên ngay giờ này nếu như chúng ta thực hiện được như thế thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải cố gắng nhớ Thầy. Ngoài cái việc nhớ Đức Phật ra thì Đức Thầy chúng ta cũng là Phật, mình phải nhớ Thầy, nhớ cái công lao cực khổ của Thầy trong cái quá trình 7 năm 10 tháng 7 ngày Đức Thầy truyền đạo. Ngày xưa Đức Thầy truyền đạo trong cái sự nghiệp của Ngài rất là khổ. Và cái quan trọng chúng ta đừng rời cái tư tưởng đạo Phật, mình hàng ngày phải cho lên cho mình có một cái thời khóa biểu. Bởi vì nếu như hôm nay chúng ta tu mà ít có gần gũi kinh sách, không có tham khảo những bè bạn tu hành, ít có nghe thuyết giảng chẳng hạn, hoặc ít có xem với Đức Thầy, thì nhất định những cái đó nó sẽ kéo chúng ta lại, và nó làm cho mình trùng bước trên bước đường tu hành của mình. Và bên cạnh đó nếu chúng ta nghe bên nào nhiều, thường thường cái tư tưởng của mình nó lại cuốn hút về đó. Cho nên nếu như hôm nay chúng ta cứ nghe giảng Thầy, nghe thuyết giảng nhiều, thì tôi tin chắc rằng tư tưởng chúng ta sẽ cuốn hút vào đây, sẽ làm cho mình vững cái niềm tin hơn nữa, thì đó là bia tạc vào lòng những điều Phật giáo. Và cái quan trọng Thầy dạy chúng ta phải nhớ rằng ngày giờ nào còn có kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng khổ vì họ vậy, rằng ta có bổn phận khởi giác ngộ trần gian, bỏ những quan trái luân hồi cai nghiệt. Như vậy thì để đạt được chánh tinh tấn này, mỗi đồng đạo chúng ta giờ này mình không thể sống vì mình, bởi vì đây là cái phương pháp Bồ Tát hạnh, là cái phương pháp mà chẳng những chúng ta tu cho mình mà mình còn phải có trách nhiệm độ chúng. Như vậy thì mình phải nhìn nỗi khổ của mọi người đang lặng hợp trong bể trần này, thì nỗi khổ đó chính là nỗi khổ chính bản thân của mình, cũng như Đức Thầy chúng ta cũng vậy. Đức Thầy nhìn nỗi khổ của mình thì đó chính là nỗi khổ của Thầy. Cho nên Đức Thầy Ngài đã tuyên bố rằng bao nhiêu trút hết gánh về ta mang, mang cho hết tai nạn thế giới, mà trong bài Bóng Hồng Đức Thầy đã giải rất rõ. Cho nên chúng ta phải đặt một tư tưởng như vậy, chứ không phải người ta khổ kệ người ta, mình không khổ là được rồi, không phải như vậy. Mình phải có một cái tư tưởng lạc quan, tức là phải có một cách nhìn rộng hơn nữa, nhìn về mọi người. Và cái quan trọng Đức Thầy dạy, người bỏ hết các sự phiền não rầu buồn, diệt lục căn đừng nhiễm lục trần, phải trao luyện cho mình có những đức tánh yên tịnh, hỷ lạc, trang nghiêm để lần bước đến cõi Niết Bàn, để nhắm đến cảnh Niết Bàn mà tấn tới. Như vậy thì để đạt được cái chánh tinh tấn này thì chúng ta hàng ngày, cái quan trọng nhất là mỗi đồng đạo chúng ta phải dẹp đi cái phiền não buồn rầu. Nếu nói đến phiền não buồn rầu, tất cả đồng đạo chúng ta đều hiểu,
Và tôi tin chắc rằng trong tư tưởng của tôi cũng như quý vị, đôi khi chúng ta rất vui và đôi khi chúng ta rất buồn khi mình đối với ngoại cảnh bên ngoài. Như vậy thì khi mà cái tư tưởng nó phiền não đến với mình rồi thì mình phải nhận định rằng nó là tà. Cái tư tưởng phiền não là tà tinh tấn đó. Cho nên cái phiền não đến với mình rồi thì chúng ta dẹp nó liền để chúng ta tinh tấn. Bởi vì phiền não đôi khi mình thấy nó không có là gì, nhưng mà nếu để lòng chúng ta phiền não nhiều quá thì những cái đó nó sẽ lôi kéo chúng ta trở về nẻo tà và làm cho đường tu chúng ta chẳng những không tiến mà nó còn sụt lùi, bởi vì mình quá buồn. Quý vị ơi, quý vị rút kinh nghiệm trong đời tu của mình đi. Lúc nào mà chúng ta tinh tấn, lúc nào mà chúng ta vui vẻ, hạnh phúc rồi thì mình tu hành tinh tấn dữ lắm. Mình làm từ thiện cũng tinh tấn, ăn chay nó ngon lắm, cúng lại thì hết sức là tinh chiến. Còn lúc nào gia đình mà rắc rối, gặp việc này, việc kia nó phiền não đến với mình rồi, lúc bây giờ mình muốn bỏ đạo mà, cúng kiến cũng không muốn cúng nữa, niệm Phật không muốn niệm Phật, cứ nhớ cái chuyện phiền não không à. Làm từ thiện cũng không muốn làm từ thiện nữa. Mọi khi một ngày như vậy đi đám làm từng 5-7 đám, mà hôm nay gia đình có cái chuyện buồn rồi, không muốn đi đám làm từng, muốn ngồi ở nhà buồn than vậy hoài. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng cái tư tưởng phiền não là một trong những cái nguyên nhân chính, nó làm cho chúng ta, nó làm cho chúng ta phải rơi vào cái tà tinh tấn, không còn tinh tấn nữa. Và đồng thời Đức Thầy dạy chúng ta rằng hôm nay muốn đạt được chánh tinh tấn thì mỗi đồng đạo nên nhìn ngay lục căn của mình. Đây là những việc mà Đức Thầy dạy chúng ta phải hằng ghi nhớ đó. Phải trong sát thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng hoằng ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Mỗi đồng đạo chúng ta phải nhìn vào nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của mình, nhìn phải rình nó, phải coi nó, để coi nó có nhiễm vào sắc thinh hương vị xuất pháp hay không. Nếu nó có nhiễm thì chúng ta phải chặn liền. Nếu như chúng ta không chặn liền thì để nó ghiền rồi thì lúc bây giờ nó sẽ kéo chúng ta trở về nẻo tà. Thí dụ bây giờ nhãn thấy sắc, mà nếu như chúng ta để cho nó bận bịu mà mình không rút lại nẻo chánh, mình cứ nuông chiều theo nó ưa cái đẹp, mình cứ nuông chiều của nó, cứ nhìn hoài cái đẹp như vậy, thì rõ ràng những cái này là nó làm cho đường tu chúng ta chậm tiến rồi. Hay hoặc là lưỡi chúng ta ưa đồ ngọt béo, mà khi ưa đồ ngọt béo mà mình không cảm nhận được đó là tà, mình cứ chiều theo nó, đồ này ngon quá, ước gì ngày mai có ăn nữa, ngày mốt có ăn nữa, ngày kia có ăn nữa, không ăn thì nó chịu không nổi. Thì như vậy thì đó là tự chúng ta, tự ở sáu căn chúng ta nó kéo mình trở lại con đường tà. Cho nên hảo nào Đức Thầy dạy chúng ta cái quan trọng nhất là những yếu tố này nó gần gũi thực tế và nó diễn ra hàng ngày trong cuộc đời, cuộc sống mỗi con người. Chỉ cần mỗi đồng đạo nhìn lại mình đi, nhìn lại nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đi, nhìn lại mắt tai mũi lưỡi miệng thân và cái tâm của mình đi, thì tự chúng ta sẽ hiểu rằng khi mà nó ô nhiễm là lúc đó nó là tà. Cho nên khi nó ô nhiễm là chúng ta phải dừng ngay cái điều ô nhiễm đó để chúng ta tinh tấn. Tinh tấn bởi vì cái ô nhiễm này thì nó chỉ đưa chúng ta đến chuốc họa vào thân, không bao giờ đến chỗ giải thoát. Cho nên Đức Thầy dạy rất là nhiều chỗ, nhưng mà cái chỗ ưu thế nhất là trong giác mê tâm kệ để giúp cho đồng đạo chúng ta tinh tấn. Đó là diệt lục căn đừng nhiễm lục trần, chữ sắc thinh cho có hầu gần, hương với vị sắc trần nên lánh, chữ xuất pháp treo gương hiền thánh, tránh sáu đường cũng đặng về thần. Từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần mà Dương Thế không lo chẳng liệu. Bởi vì Dương Thế cứ ưa những cái món mà Đức Thầy diễn tiếp theo đó, không có lo liệu để cho mình được tinh tấn, mà mình cứ bị lục trần bên ngoài nó sai sử rồi, chúng ta làm cam tâm làm nô lệ cho nó. Nó sai sao chúng ta làm vậy, mình làm nô lệ cho nó. Trên lúc bây giờ mình bỏ đi cái tinh thần Phật Pháp, đáng lẽ ra mình làm nô lệ của Đức Phật A Di Đà mới phải chứ, phải không? Mình làm nô lệ Đức Phật A Di Đà hàng ngày phải tụng đọc, phải ghi nhớ lời của Ngài đằng này. Không, chúng ta lại chấp nhận làm nô lệ, chấp nhận làm nô lệ cho lục trần bên ngoài mà Đức Thầy đã diễn. Nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu, đồ thơm tho nưa nó chịu, chốn xả hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nưa nó mến, thân ham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý, sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi, nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đủ ra khỏi xác. Vậy Đức Thầy đã diễn tả một đoạn rõ ràng chúng ta đang làm nô lệ cho nó. Chính vì làm nô lệ cho nó cho nên đường tu chúng ta mới bị dừng lại, bị hụt hẫng. Cho nên hôm nay nếu như mình không làm nô lệ cho nó mà mình chỉ làm nô lệ cho thầy mình thôi, mình chỉ làm nô lệ cho Phật A Di Đà thôi, thì tôi tin chắc rằng đường tu của mình sẽ rất là tinh tấn. Cho nên Đức Thầy mới dạy là chánh tinh tấn dầu thành hay bại.
Như vậy cái việc trước mắt chúng ta được hay không, mình đừng có quan tâm. Đừng có nghe người ta nói, thôi chị ơi tu theo đạo của chị, niệm Phật biết chừng nào mà thành Phật. Đó là bại đó. Cho nên mình nghe tới điều thành, chị ơi chị tu theo đạo của tôi nè, niệm Phật đông lắm, vui lắm, mấy ngàn người đặng chị ơi, niệm Phật nghe thấy hào quang luôn. Cho nên mình đừng có nghĩ việc thành hay bại. Cái điều quan trọng nhất người tu chúng ta đừng nghĩ đến việc đắc đạo hay không đắc đạo, mà chúng ta nên nghĩ rằng mình làm được những gì rồi. Đôi khi chúng ta không làm được gì hết mà đòi đắc đạo, đôi khi mình không làm được gì hết mà đòi thành Phật, là thành sao. Cho nên Đức Thầy mới dạy là chánh tinh tấn dầu thành hay bại. Thành hay bại kệ nó, đừng có bàn thôi. Cứ một đường tín ngưỡng của mình, dầu chai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đường đi tới mà Thầy đã dạy. Cho nên đó là yếu tố mà chúng tôi muốn nói ở cuối cùng trong phương pháp hành đạo, để chúng ta đạt được chánh tinh tấn theo lời Đức Thầy đã dạy. Thì kính thưa quý vị, như vậy thì sau khi chúng ta tham khảo bốn chánh mà Đức Thầy dạy, vậy thì bốn chánh này nó có cả vật chất, nó có cả tinh thần, nó có cả thế gian, nó có cả xuất thế gian, nó có tướng và nó có luôn tâm, đều có đủ trong bốn chánh này của bát chánh đạo. Như vậy thì bốn chánh này, nếu nó là vật chất thì chúng ta hiểu ngay nó là chánh nghiệp, là vật chất, và đây là thế gian tướng. Hôm nay chúng ta muốn thành tiên thành Phật thì việc thế gian tướng này, vật chất này, chúng ta phải liệu cho nó xong mới thành tiên thành Phật. Chứ ngay giờ này mình làm nghề bát chánh mà muốn thành tiên thành Phật thì khó. Cho nên phải bắt đầu từ thế gian tướng, phải làm nền tảng từ cái tướng trước, rồi sau đó mới trở về cái tâm qua cái chánh tư duy và chánh tinh tấn, nó thuộc về tâm. Và đồng thời chánh kiến, cái chánh này nó phụ về tướng và tâm. Từ cái tướng nhìn thấy xem biết ở ngoài, tai nghe bên ngoài, rồi đến sâu về cái nội tâm bên trong, chúng ta phải có một cái sự suy nghĩ. Như vậy thì khi tướng và tâm, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hội đủ, khi tất cả chúng ta chỉ có được bốn chánh thôi trong tám chánh, thì quý vị thấy lợi lạc của nó rất là khôn lường. Nếu có được chánh kiến thì chúng ta sẽ không còn sai lầm, không còn gây nghiệp nữa do cái sự phán đoán của mình. Nếu có được chánh tư duy thì tư tưởng chúng ta lúc này hoàn toàn tâm bình tánh tịnh, tư tưởng chúng ta là Phật. Lúc bây giờ chân như tự tánh là chân Phật, chứ không có còn tà kiến tam độc thật mai dương nữa. Như vậy thì khi có chánh tư duy, lúc bây giờ chúng ta đã có được tâm Phật rồi, chứ chưa nói đến nào khác hơn nữa. Rồi khi mình đã đem được chánh nghiệp vào mình thì lúc bây giờ mình sẽ được xã hội tôn vinh, mọi người kính trọng, bởi vì chúng ta làm cái gì cũng ngay thẳng hết trơn thì đương nhiên được mọi người quý yêu rồi. Chúng ta không bàn đến trong đạo, chỉ nói ngoài xã hội thôi, thì mình sẽ được mọi người quý yêu. Và đồng thời khi mỗi đồng đạo chúng ta có được chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là gì? Chánh tinh tấn gọi là hành đạo đó. Chữ tu liền với chữ hành đó, thì đó là tinh tấn. Nếu như chữ tu mà nó cách xa chữ hành thì đó là tà tinh tấn, không nói gì cả. Nếu hôm nay chúng ta chỉ tu suông tu mà không làm thì đó là tà tinh tấn. Còn nếu như chúng ta quy y thì khá làm y thì đó là chánh tinh tấn, chứ đâu có gì lạ đâu quý vị. Cho nên Đức Thầy dạy là mong người tu tịnh ít nhiều cũng hay. Cái quan trọng hôm nay chúng ta tu là mình phải làm. Cho nên chánh tinh tấn là Đức Thầy muốn nói là chúng ta phải làm. Rồi làm cái gì đấy? Chúng ta phải hành đạo. Hành cái gì đấy? Cái điều kiện gần gũi nhất, thực tế nhất là mỗi đồng đạo chúng ta phải dòm lại tư tưởng của mình. Mỗi đồng đạo chúng ta phải dòm chính là bản thân mình. Bản thân mình phải làm theo điều chánh. Bản thân mình thề nguyện rằng mình không làm nô lệ cho mắt, tai, miệng, mũi, lưỡi, thân ý của mình. Phải nói rõ như vậy. Chúng ta không làm nô lệ cho nó. Bởi từ đó đến bây giờ mình làm nô lệ cho nó, mình khổ quá rồi. Còn ngay bây giờ mình không làm nô lệ cho nó thì mình đã giải thoát đó. Giống như nếu như đồng đạo nào còn hút thuốc thì chúng ta làm nô lệ với thuốc. Đồng đạo nào còn uống rượu là chúng ta còn làm nô lệ cho uống rượu. Đồng đạo nào còn cờ bạc số đề số đuôi là chúng ta còn làm nô lệ cho nó. Thì nó khổ lắm, rất là khổ. Nó trúng chúng ta cũng mừng, nó không trúng chúng ta cũng buồn. Nó ghiền không có, chịu không nổi, nó buồn, mình làm nó lệ cho nó. Như vậy thì hôm nay trong đường, con đường tinh tấn này, cái chánh cuối cùng trong bốn chánh này, thì mong rằng tất cả chúng ta mình phải biết cái chỗ để chúng ta làm nô lệ. Nếu như mình làm nô lệ không đúng chỗ thì đời tu của mình sẽ không phát triển. Lúc bây giờ chúng ta cũng có tu nữa mà không có thành. Có tu mà không có thành. Bởi vì tu là một việc, thành đạo là một việc khác hơn. Nó phải đòi hỏi có một cái sự công năng dài dặn. Như vậy thì nói chung lại bốn con đường trong tám con đường về cõi Phật, đây là chân lý tuyệt đối mà Đức Thầy nhắc nhở chúng ta, nhằm bổ sung thêm cái quá trình tu hành của mình, để mỗi đồng đạo chúng ta vững niềm tin, tinh tấn giải thoát, và tất cả mọi phương diện trên cõi đời này
chúng ta không ngoài cái chữ chân chánh. Nếu có được chân chánh là có được tất cả. Còn nếu như nó còn vào phạm vào tà dại, phạm vào cái sự không công bằng chánh đáng, thì đó là nghiệp, đó là nợ, đó là tầm luân, đó là khổ sở, thì nó sẽ hại lại chính bản thân của mình. Cho nên giờ này khi trình bày đến đây chỉ bốn chánh thôi, thì tin chắc rằng bản thân tôi cũng như quý đồng đạo chúng ta đã hiểu thế nào là con đường mình phải đi rồi. Cho nên từ đó chúng ta mới lại Đức Thầy, rõ ràng đây là 4 trên 8 cái con đường để đưa chúng ta thoát khỏi 6 nẻo luân hồi, đưa chúng ta hoàn toàn đắc được quả vị giải thoát ở tương lai. Đúng cho câu là dầu cho nay xa cách sở tời, sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, ước trăm họ nhà mình có cánh để được đồng bay về cực lạc một đàn theo lời Đức Thầy dạy. Thì kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình. Còn cái việc mà có đem được cái ích lợi hay không thì cái đó là cái phần của quý vị. Thì mong rằng với cái sự chia sẻ như vậy, do cái sự hiểu biết của mình, thì mong rằng với những ý kiến trên, trước mắt là bản thân chúng tôi và sau đó tất cả quý đồng đạo, chúng ta sẽ áp dụng ngay trong cái cuộc đời hành đạo của mình. Thì trước khi dứt lời thì chúng tôi cũng hết sức là cảm ơn quý ban trị sự ở các huyện thị trở về đây hợp tác với đồng đạo Trần Văn Thắng là trưởng ban trị sự với Hội Phật giáo Hòa Hảo phường Châu Phú B. Có quý vị thì đạo trường này mới được sung túc và chúng ta mới làm tròn cái trách nhiệm của một ban trị sự trong công tác phổ truyền. Và cái trách nhiệm nặng nề hơn nữa là một tín đồ của thầy phận môn đệ phải lo dung quét. Thì hết sức là cảm ơn tất cả quý vị và đồng thời cảm ơn ban tổ chức có lời mời sắp xếp tổ chức cho tôi cùng quý vị chúng ta gặp gỡ với nhau trong thời gian trên dưới cũng khoảng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng cầu mong qua linh của tổ thầy hộ trì cho tất cả đồng đạo chúng ta giữ vững niềm tin, và chúng ta phải lấy bát chánh đạo làm một cái cương mục trong đời tu hành đạo của mình. Đúng như lời Đức Thầy dạy, đó là dạy đạo đức, người tu rạng lý, mong cho người hữu chí làm theo, không làm thì ác mang eo, làm xong vượt khỏi qua đèo trong gai. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm của ban phổ truyền giáo lý Trung ương. Tiếp theo chương trình là phần đáp từ của ban tổ chức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý đồng đạo kính mến, chúng tôi xin cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm đã tận tình bình giảng và chú giảng để chúng ta có cái nhận thức trong cái bốn chánh đầu. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn chính quyền địa phương đã nhín chút thời gian quý báu đến tham dự buổi thuyết giảng hôm nay. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn quý vị Mạnh Thường Quân đã tận tình giúp đỡ trong cái buổi thuyết giảng hôm nay. Xin cảm ơn ban trị sự và các đồng đạo lân cận đã nhín chút thời gian quý báu đến tham dự. Xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, quý anh chị em tiếp tân, âm thanh, ánh sáng, hậu cần đã nhiệt tình lo lắng, chu đáo trong thời gian thuyết giảng. Đến đây tôi xin thay lời ban tổ chức tuyên bố bế mạc buổi thuyết giảng hôm nay. Xin kính chúc quý quan khách sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin kính chúc toàn thể chư quý đồng đạo thân tâm an lạc, hạnh đức tràn đầy, thành công viên mãn. Chân thành cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình là nghi thức tôn giáo bế mạc. Trân trọng kính mời quý vị và quý đồng đạo đứng lên trang nghiêm hướng về lễ đài để làm lễ kính lễ Đức Phật. Kính thưa thôi. Kính lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ. Kính thưa xong. Ban tổ chức chúng tôi xin chân thành kính mời quý quan khách và chư quý đồng đạo nán lại dùng bữa cơm thân mật cùng ban tổ chức chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật.
bình tâm cất bút tỏ lời, xét xem hai chữ dần thời con xa, liếc nhìn thế giới càng hoa, ngàn muôn bình tướng xua ra chiến trường. Dốc lòng trăm má đôi hương, đeo câu danh lời lắp đường nghĩa nhân, gieo điều tàn khốc cho nhân, khiến lòng tăng sĩ bận bốn lo lường. Tiếc thay đạo nghĩa luân, thánh nhân đã dành sẵn đường từ xưa để cho quân tử lòng lương, ở ăn hợp lẽ răng chừa tiêu nhường. Trên vua minh chánh cầm cân, dưới quan liêm khiêm sứ phong công bình, quyền cha quan suốt gia đình, dạy con phải phép gian dình hiếu trung. Từ ngày cánh mang cứu trùng, thay đời đổi cách bấm tồn thanh tiên, bút lòng dẹp dở dễ nghiêng, thế giao bốc sáng cùng viên mầm tròn. Lần lần thế đạo suy mòn, nền xưa nên cũ hỡi còn mấy ai, nên ta thở dán than dài, cúi đầu lại Phật niệm hoài mấy câu. Dứt trần mang bộ sông lâu, trong ngày chưa vững chưa hầu tĩnh tâm, đừng gây chinh chiến u âm, để gây hạnh phúc mà tầm Phật tiên. Ta bà thật cánh ưu phiền, duyên trần cấu kết quang thiên bao đơn, thiều quang thâm thoát dương thân, mong dòng sanh tử có bền được đâu. Chỉ bằng theo học đạo màu, sớm qua khổ hải theo hậu phong thiên, tham chi giá tham của tiền, như chim vào lưới xích tiền trói thân. Tình sông mối nợ lần khăn, thoát dòng cương to pháp thân nhẹ nhàng, tiêu diêu đạo đức luận bàn, dân du gió trù thanh nhàn biến bao, tiêu diêu đạo đức luận bàn, dân du gió trù thanh nhàn biến bao.